Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 20 tháng 8 2021. Con cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Chúa là lẽ sống đời con cậy trông vào lòng thương xót Ngài, Chúa là nơi con nương nhờ. Con cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Chúa là đấng cứu độ con. Con cậy trông vào lòng thương xót Ngài, Chúa gìn giữ con ngày đêm. Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 20 tháng 8 2021. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta được mời gọi nhìn lên thánh tâm Chúa Giêsu, nơi ấy trái tim mở ra, máu và nước tuôn trào. Giờ của lòng thương xót, giờ của ân sủng vượt thắng sự công bằng. Tín thác vào lòng thương xót Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho những tội nhân được ơn sám hối quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Và thưa anh chị em, hôm nay ngày 20 tháng 8 là sinh nhật thứ 65 của tôi. Xin anh chị em hiệp ý tạ ơn Chúa. 65 năm làm người, 30 năm linh mục và 10 năm rao giảng lòng Chúa thương xót. Tạ ơn Chúa vì tất cả những ân huệ Chúa ban. Xin lỗi Chúa vì những thiếu sót, những lầm lỡ, yếu đuối trong thân phận của con người, phụ bạc lòng thương xót của Chúa. Và xin chị em cầu nguyện cho tôi được trung thành với ơn gọi người tông đồ của lòng Chúa thương xót, loan truyền lòng thương xót của Chúa đến hơi thở cuối cùng. Cũng chân thành cảm ơn, trước tiên cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, cảm ơn ông bà, chú bác, cô dì, bạn bè thân hữu xa gần trong nước cũng như ngoài nước đã luôn đồng hành trong hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót, đã luôn chia sẻ vui buồn sướng khổ, hiệp thông trong lời cầu nguyện, trong những giờ kinh, trong thánh lễ. Xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng của những anh chị em công giáo cũng như anh chị em không công giáo, anh chị em tôn giáo bạn, anh chị em ở trong nước cũng như ở hải ngoại đã luôn quan tâm, chia sẻ, cầu nguyện trong mọi biến cố của cuộc sống, đặc biệt là trong biến cố ngày cách đây 2 ngày, 18 tháng 8 2019. Vừa rồi chúng tôi cũng kỷ niệm 2 năm đã rời giáo điểm Tin Mừng trở về trung tâm mục vụ để tiếp tục hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót theo một cách thế mới, phù hợp với hoàn cảnh mới, nhất là trong hoàn cảnh cả thế giới và Việt Nam chìm vào cơn đại dịch virus corona, không thể tập trung đông người, các nhà thờ đóng cửa, thì cách tốt nhất đó là loan truyền lòng thương xót Chúa, loan truyền Tin Mừng bằng những phương tiện truyền thông, ngồi ở nhà mà có thể nối kết được với 5 châu 4 biển. Với mọi người, và bây giờ nhiều phương tiện ấy mà rất nhiều anh chị em đã được tham dự bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể ngay chính trong gia đình của mình, với 4 món ăn tinh thần mà chúng tôi gửi đến cho anh chị em mỗi ngày qua trang web tinthac.net hoặc YouTube tinthac.net hoặc là Facebook Thiện Nguyện Tín Thác. Những điều đó làm cho chúng tôi thấy đường lối của Chúa tuyệt vời. Hôm nay nhân ngày sinh nhật, dâng lời tạ ơn Chúa và đánh dấu 2 năm loan truyền lòng thương xót Chúa theo một phương cách mới, có khi còn hiệu nghiệm hơn, hiệu quả hơn và lan rộng cũng như là sâu hơn. Vì có thời giờ tĩnh nguyện, có thời giờ suy gẫm, có thời giờ để mà chiêm niệm, rồi vẫn có thời giờ để đi làm việc bác ái với các bạn Thiện Nguyện Tín Thác trong suốt 2 năm qua. Nhất là trong 1 tháng vừa rồi, bùng lên cơn đại dịch tại Sài Gòn,
ngày nào cũng có những chuyến công tác bác ái, đi thăm, tặng quà cho bà con nghèo, những bệnh nhân, những người di dân, những người vô gia cư, những người lầm lỡ và biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh khác. Đặc biệt là món quà lòng tinh thần, đó là máy bài giảng lòng Chúa thương xót, mới phát hành tháng 7 năm 2021. Rồi đến ngày 6 tháng 8 lễ Chúa Giêsu biến hình, chúng tôi lại phát hành máy, đặc biệt là máy radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, để dành cho các bệnh nhân nhiễm virus corona, nằm một mình, một thân, cô đơn, cô độc, trơ trọi, chỉ còn một mình. Thì lúc đó, radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân giúp cho họ nghe được lời Chúa, lời rao giảng về lòng Chúa thương xót, những suy niệm về tình yêu Chúa, về lòng thương xót Chúa, lần chúc mừng côi, lần chuỗi lòng thương xót và nhật ký lòng thương xót, với những bài hát kính lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ rất là bình an, rất là êm ái, tràn đầy niềm hy vọng, giúp họ mau hồi phục sức khỏe, và nếu có ra đi thì cũng được ra đi trong bình an thanh thản. Cuối cùng xin lỗi các đấng bậc, quý ông bà, anh chị em, tất cả mọi người trong thời gian vừa qua, trong thân phận con người yếu đuối tội lỗi, chắc chắn làm mất lòng, phiền lòng Phật lòng các đấng bậc, quý ông bà và anh chị em, xin thương tha thứ cho con và xin cầu nguyện cho con để thêm một tuổi mới được tràn đầy ân sủng, lòng thương xót Chúa và trung thành với ơn gọi ấy đến hơi thở cuối cùng, dẫu cho trăm ngàn khó khăn thử thách. Con xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa. Thứ sáu sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, bài đọc 150 trong sách Rút chương 1, câu 3 đến câu 6, câu 14 đến câu 16 và câu 22. Khởi đầu sách Rút, vào thời các thủ lãnh cai trị, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người tên là Elimelech cùng với vợ là Naomi và hai con trai bỏ Bethlehem miền Juda đến lập cư trong cánh đồng Moab. Sau đó, người chồng chết đi, còn lại bà, vợ và hai người con. Hai người này lấy vợ Moab, một cô tên là Orpa, cô kia tên là Ruth. Họ ở lại đó chừng 10 năm. Một thời gian sau, cả hai người con trai đều chết. Còn lại bà Naomi mất chồng, mất con. Bà lên đường cùng với hai người con dâu, bỏ cánh đồng Moab mà trở về quê hương. Vì tại cánh đồng Moab, bà nghe nói là Đức Chúa đã viếng thăm dân người và cho họ có bánh ăn. Orpa ôm hôn từ giã mẹ chồng, còn Ruth thì cứ khăng khít theo mẹ. Bà Naomi nói, kìa, chị dâu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó, con cũng vậy. Hãy theo chị dâu con mà về đi. Ruth đáp, xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con. Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Thế là từ cánh đồng Moab, bà Naomi trở về cùng với con dâu người Moab là Ruth. Họ đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn cùng lặp lại câu đáp. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cốp phù hộ và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. Người là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Người là đứng giữ lòng trung tin mãi muôn đời, sự công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa,
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi qua phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thua, Sion hỡi, Chúa trời ngươi hiền trị ngàn đời. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Hallelujah, hallelujah. Lạy Thiên Chúa con thờ, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Hallelujah. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 18 câu 22 đến câu chương 22 câu 34 đến câu 40. Matthew 22 34 đến 40. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-su họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một trong những khó khăn mà chúng ta hay gặp phải trong đời sống gia đình là tương quan giữa nàng dâu với mẹ chồng. Những gia đình nào mà nàng dâu mẹ chồng sống hòa thuận được với nhau thì thật là có phúc. Ta nói rằng con gái là con người ta, tại vì con gái của mình thì lại phải đi làm dâu người ta, cho nên con gái là con người ta. Con dâu rước về mới thật là con, vì đứa con dâu ấy nó sẽ ở với mình mãi. Dĩ nhiên là bây giờ thì người ta cố gắng ở riêng, đỡ phải lắm nhiều chuyện. Tại vì khi mà sống chung với nhau thì nó có đụng, gọi là chung đụng. Giống như bát đũa bỏ trong một cái rổ mà sóc thế nào cũng có sứt có mẻ. Có đụng thì có chạm, chạm thì có vỡ, có nứt có bể. Ở trong gia đình Việt Nam, nhất là bây giờ, tấc đất không phải là tấc vàng nữa, mà tấc đất là cả cái cục kim cương ấy. Đất nó mắc hơn vàng, cho nên khó mà có thể khi một người con lập gia đình thì mua được căn nhà và ra ở riêng, đó là lý tưởng. Còn không thì ngăn phòng, mà nó chật quá không ngăn được thì lên lầu. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, cứ mỗi gia đình ở một lầu, hoặc một lầu chia làm hai nữa, mỗi gia đình ở một nửa của cái lầu đó. Và tôi đến thăm hầu hết các gia đình bây giờ đều phải sống chung như vậy. Còn nếu muốn giải quyết có nhà có đất thì phải bán nhà ở thành phố, mua ở ngoại ô, ra mãi mấy cái quận huyện xa khỏi thành phố Sài Gòn, cũng là thành phố Sài Gòn đó nhưng mà nó ở ven đô, thì bán được một căn nhà ở Sài Gòn trung tâm hay là ở mấy quận, đi ra huyện mà mua thì có thể được hai căn, thì chia cho mỗi đứa một căn, thí dụ như thế mới giải quyết được. Còn nếu mà không ở Sài Gòn thì khó mà có thể mua được căn nhà nào khác, cho nên là cứ chung đụng với nhau, và nàng dâu mẹ chồng hoặc là anh chị em chung đụng với nhau. Thực sự gia đình Việt Nam mình vẫn còn truyền thống là gắn bó với nhau, cha mẹ rồi tới con cái rồi chứ cháu chắt, ba thế hệ chung sống trong một mái gia đình, hoặc là mua những căn nhà ở gần nhau rồi
có một cha dỗ người mẹ mà không về được. Cha anh nói là mỗi năm thì con về, mà dỗ mẹ thì vui lắm. Vì 6-7 anh chị em gia đình ở sát sát nhau. Rồi mộ của mẹ hồi đó ở chôn ở ngay trong cái vườn này. Cho nên là tới ngày dỗ là cả chục gia đình ngồi lại ăn uống vui vẻ. Bây giờ Covid thì chịu, nhà nào nhà đó, người nào ở chỗ đó. Còn gia đình ở sát với nhau như vậy, bỏ vui lắm, nhất là Tết lễ gì đó, bổn mạng hay sinh nhật gì đó là cả mấy gia đình quay lại với nhau. Rồi sang bên Mỹ cũng có những gia đình cũng sống được như vậy, là ở gần gần nhau, nhưng bên Mỹ là rộng hơn. Nhưng mà cũng gần gần nhau, đi bộ hoặc đi xe 5-10 phút. Cho nên mỗi Chủ nhật chẳng hạn, anh chị em gom nhau lại, ăn bữa cơm gia đình với nhau, thấy nó vui, nó ấm. Hồi tôi sang Mỹ, thấy đi thăm một số gia đình ở một thời gian, thấy họ sống với nhau như kiểu đó, vui lắm. Tuần họp nhau lần thứ bảy, chiều thứ bảy hoặc là trưa Chủ nhật chẳng hạn. Rồi nhắc nhở nhau ngày dỗ, ngày lễ, rồi bừng bổn mạng, sinh nhật vân vân. Cái hình ảnh đó nó đẹp, đẹp như là trong câu chuyện mà chúng ta nghe ở sách Ruth. Bà Naomi có hai người con trai, lấy hai cô con gái, là hai cô dâu tên là cô Orpa và cô Ruth. Sau khi hai người con trai chết thì bà mẹ chồng lại ở lại với hai nàng dâu. Rồi khi mà gặp nạn đói, bà lên đường cùng với hai con dâu bỏ cánh đồng Moab mà trở về quê hương. Vì bà nghe nói là Đức Chúa đã viếng thăm dân người và cho họ có bánh ăn. Rồi họ quyết định phải chia tay, thì cô dâu Orpa ôm hôn từ giã mẹ chồng. Còn nàng dâu tên là Ruth thì cứ kháng khít theo mẹ. Bà mẹ phải nói rằng là: "Kìa, chị dâu con trở về với dân tộc của nó và các thần của nó rồi. Thôi, con cũng vậy, hãy đi theo chị dâu con mà về đi." Nhưng ta nghe bà Ruth nói đáp lại như thế này: "Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con, và Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con." Vì hai nàng dâu này không phải là người Do Thái, thuộc là dân ngoại, mà họ lại tỏ ra lòng hiếu trung với mẹ chồng như thế. Mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Nghe điều này, có nhiều bà mẹ chồng mong ước giá con dâu của mình là buồn đạo mới được như thế. Vì thường là chú rể công giáo rồi cưới vợ là một người ngoại, và cô ấy học đạo rồi rửa tội trở thành một tân tòng, và sống nhiều khi nam cũng vậy, nữ cũng vậy thôi. Mình không có lòng tin thì chỉ có con quỳ lạy Chúa trên trời, con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Hay là con có chồng rồi thì con cũng thôi lễ lạy kinh kệ. Nam cũng thế, nữ cũng thế. Nhưng mà phải có lòng yêu mến. Chính cái tình yêu bà Ruth dành cho bà mẹ chồng làm cho bà ấy nhận Thiên Chúa của mẹ cũng là Thiên Chúa của con. Vì con không biết Thiên Chúa như thế nào, nhưng mà con thấy cách mẹ đối xử với con thì con phải tin rằng là đạo đó là đạo đúng, đạo thật. Mà Thiên Chúa đúng là Thiên Chúa thật. Vì mẹ theo đạo và mẹ nói con theo đạo. Rồi khi con thấy con chưa hiểu, vì con là tân tòng, con chưa hiểu đạo nghĩa như thế nào, nhưng mà con thấy cách ứng xử của mẹ với con, đứa con dâu, ứng xử của một người có tình yêu. Con với mẹ không cùng máu huyết, là con dâu mà, đâu phải con ruột. Mà mẹ đối xử với con như là con ruột vậy. Vậy thì cái động cơ nào thúc đẩy? Và mẹ vẫn nói về một Thiên Chúa là yêu thương.
Thiên Chúa yêu thương như thế nào con không biết, nhưng mà con thấy mẹ yêu thương con thì con biết. Và con cảm nhận rằng là à, thì ra mẹ nói về Thiên Chúa yêu thương là có thật. Vì cuộc đời của mẹ thể hiện cái tình yêu thương ấy. Thưa anh chị em, đó, cách truyền giáo ngày hôm nay là như vậy. Cách truyền giáo ngày hôm nay là phải thể hiện bằng hành động. Mình nói lý thuyết, người ta nghe, nhưng mà người ta muốn được minh chứng cái lý thuyết ấy bằng cuộc sống, bằng hành động của người truyền giáo, của người truyền đạo. Mình đi nói về lòng thương xót Chúa, rao giảng lòng thương xót Chúa, thì người ta cũng muốn rằng là vậy thì anh thể hiện lòng thương xót Chúa như thế nào? Để chúng tôi tin rằng có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chính vì thế mà từ khi bước chân vào con đường loan truyền lòng Chúa thương xót hơn 10 năm nay rồi, hôm nay là kỷ niệm sinh nhật thứ 65, 30 năm linh mục, mất 15 năm học hỏi nhé, để 10 năm sau đi vào con đường lòng thương xót Chúa, thì tôi vẫn xác tín được một điều, đó là Thiên Chúa thương xót tôi và tôi phải thể hiện lòng thương xót ấy. Thế thôi. Tôi không là gì, tôi tội lỗi, tôi yếu đuối. Nhìn lại 65 năm làm người, 30 năm linh mục, 10 năm theo con đường lòng thương xót, mà mình có xứng đáng gì đâu. Mình bất xứng, bất trung, không xứng đáng. Ấy vậy mà Thiên Chúa vẫn thương xót mình, Thiên Chúa vẫn cứu vớt mình, Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương mình. Cho dù có lúc tôi nói với Chúa, Chúa ơi, hình như là con xấu lắm phải không Chúa? Bảo sao con biết? Bảo con nghe người ta nói xấu con nhiều quá, họ chửi, họ rêu ríu con nhiều quá, trên mạng đầy rẫy rồi, nghe biết cả tai, ù cả đầu, đến nỗi mà bố con buồn quá mà phải mất đi, mà sau đó rồi chị con cũng mất đi khi con bị cấm cản, ngăn cản, không được loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa nói, nhưng mà ta vẫn yêu con. Nhưng mà con có gì đáng yêu đâu. Con không có gì đáng yêu. Con chẳng có làm được nên công trạng gì. Đúng. Con chẳng có tài giỏi, chẳng có khả năng gì. Cũng đúng. Con chẳng có đạo đức thánh thiện, cũng chẳng có học vị bằng cấp gì. Cũng đúng. Cho dù con có đi học, có lấy bằng cấp rồi, nhưng mà đối với ta, cái bằng cấp đó, cái việc đi học bằng cấp tiến sĩ của con thì nó cũng là cái tờ giấy rã vụn, có nghĩa gì đâu. Cũng đúng. Vậy thì tại sao Chúa yêu con? Sao Chúa gọi con đi làm truyền lòng thương xót Chúa? Tại vì ta yêu con. Người ta nói vậy, nói kia mà Chúa vẫn yêu con à? Họ càng nói xấu con bao nhiêu, ta còn thương con bấy nhiêu. Vậy con có xấu không Chúa? Con xấu hơn cả người ta nói nữa. Chúa, kỳ Chúa. Con tưởng Chúa nói vớt cho con câu là không đến nỗi, họ nói vậy thôi chứ không đến nỗi đâu. Đằng này Chúa bảo họ mới nói có một phần thôi con à, mới có một phần trăm sự thật thôi. Còn 99% về con nữa ta che giấu, họ không cho họ thấy đó. Chứ họ mà thấy họ còn đập con tơi tả te tua tàn tạ nữa. Vậy tại sao Chúa vẫn yêu con? Ta yêu con tại vì ta là tình yêu. Ta yêu hết mọi người, không phải chỉ riêng con, mà yêu hết mọi người, mà chỉ mong muốn các con đón nhận tình yêu của ta thôi. Con càng đón nhận tình yêu của ta bao nhiêu, ta càng yêu con bấy nhiêu. Chứ không phải là con đạo đức thánh thiện bao nhiêu, ta yêu con bấy nhiêu. Không. Tại vì cái đạo đức thánh thiện của con mà con có làm được cũng là ơn của ta ban thôi. Đâu phải sức của con. Vâng, con biết Chúa ơi, sức của con thì chỉ có một cái khả năng duy nhất. Khả năng gì con biết, biết rồi gì đúng không? Con biết quá rồi Chúa, mà không hay biết đâu. Con không có nói. Người ta tưởng con khả năng này, người ta tưởng con tài năng này. Không có đâu Chúa ơi, người ta lầm to rồi. Con chỉ có một khả năng duy nhất, hôm nay ngày sinh nhật của con mới tiết lộ. Bí mật. Bí mật cái gì nói ta nghe. Đó là khả năng phạm tội. Con chỉ có mỗi khả năng phạm tội. Con làm được bất cứ một cái gì mảy may nào tốt lành cũng là ơn của Chúa. Chính xác. Bây giờ con nhận thấy đúng điều đó phải không? Dạ con thấy.
Càng đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con càng thấy rõ điều đó. Mà càng thấy rõ bao nhiêu thì con lại càng xác tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, không chạy đi đâu được. Mức độ mà người ta đến người ta hù dọa không cho con rao giảng, con bảo cho dù có kề dao vào cổ tôi cũng nói lòng thương xót Chúa. Cho dù có dí súng vào màng tang tôi mà bảo nói lòng thương xót Chúa là bóp cò, thì tôi nói là bóp thì cứ bóp cò, nổ thì cứ nổ, giết thì cứ giết. Còn tôi nói thì tôi vẫn cứ nói. Chúa nói cũng được. Nhà con cứ biết là nhờ đâu mà con làm được như vậy. Con biết Chúa. Sức của con thì người ta vừa mới dọa cái con chạy mất rồi. Dạ vâng. Cho em xin. Em không dám nữa. Em chừa rồi, em không dám nói về lòng thương xót Chúa nữa đâu. Để được yên thân chứ. Để được cất nhắc lên vai trò này vai trò kia chứ. Để không ai ganh tị nữa chứ. Để không ai chủ dập nữa chứ. Mà sao con dạy vậy? Chúa cũng dạy vậy Chúa. Ta dạy sao? Con hỏi Chúa chứ, tại sao Chúa từ trời cao xuống đất thấp làm gì? Tại sao Chúa đầy quyền năng ấy mà Chúa mặc thân phận con người yếu đuối như vậy, để người ta xỉ vả, người ta mắng, người ta đánh đập, ta chích treo trên thập giá như vậy? Tại sao Chúa đầy quyền năng ấy mà Chúa không tiêu diệt những người mà chống lại Chúa đi, để cho họ sáng mắt ra, để cho chưa thấy quan tài nó chưa đổ lệ thì Chúa cho nó thấy quan tài luôn ý? Chúa không dạy vậy. Nếu mà ta không dạy vậy, có ai được cứu không con? Nếu ta cũng khôn ngoan theo kiểu thế gian, ta cũng tính toán theo kiểu thế gian, là đứa nào mà ngoan thì ta thưởng, đứa nào hư ta phạt, thì liệu có ai được thưởng không? Con coi coi. Suy bụng ta ra bụng người đi. Thôi cứ tạm vậy đi. Từ con thấy con là người tội lỗi như thế nào, thì Kinh Thánh đã nói là không một người tốt lành, dẫu một người cũng không. Con chê ta dại, nhưng mà nhờ cái dại đó mà ta cứu được thế gian. Cái dại trước mắt thế gian là sự khôn ngoan trước mắt Thiên Chúa, con biết không? Mà cái mà thế gian cho là khôn ngoan thì chỉ là sự điên khờ trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Con đừng bắt chước theo kiểu khôn ngoan của thế gian, tính toán thiệt hơn thế này thế khác, rồi so đo, rồi so bì, rồi so kè, rồi ganh tị, rồi ganh ghét, giận hờn, tức tối, rồi bực bỏ khó chịu vì người ta hơn mình. Nhớ, điều răn quan trọng nhất, con có nhớ điều răn đó là cái gì không? Đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn thứ nhất. Ôi, con thuộc lòng ngay từ hồi bé mà, Chúa gì nói sao vậy? 10 điều răn ấy tóm về hai này mà: chớ cho kinh men mọi đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy, amen. 10 điểm ngồi xuống, thuộc lòng như cháo. Vừa mới ngồi xuống, đứa bạn nó kéo cái ghế té cái rầm, quay lại giáng cho nó cái bốp. Vừa mới yêu người như mình ta vậy, amen, mà con phản ứng dữ vậy. Té ăn cái mà con sơi nó gần gãy hai cái răng rồi kìa. Con thuộc lòng lý thuyết. Cho nên người ta đến người ta hỏi ta rằng là điều răn nào quan trọng nhất, họ thử ta thôi. Họ biết chứ không biết. Nhưng mà thử coi là trong bao nhiêu cái luật đó của họ, 600 mấy khoản lề luật mà 365 khoản là không được phép làm cái gì, không được phép làm cái gì đấy, thì trong cả 600 khoản đó thì cái luật nào là luật quan trọng nhất? Họ muốn thử ta thôi. Thử thì thử, ta đâu có ngán gì đâu. Trong tất cả cái luật đó chỉ còn tóm lại như điều con vừa nói: mời điều răn này ấy tóm về hai này mà chớ đó. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Xong chưa? Chưa. Mới 50%. Mới 50%. Mà ngay cả ngươi yêu mến ta cũng không phải là ngươi chủ động mà yêu mến ta đâu. Là ta yêu mến ngươi trước. Ta yêu mến ngươi trước lúc mà ngươi chưa nhận biết ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi
có phản bội ta, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi chối bỏ ta như là Phêrô, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi đi tìm giết ta như là Phaolô, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi bán ta như dấu Giuđa, ta vẫn cứ yêu. Lúc mà ngươi bỏ ta hết như là các đệ tử thân tín của ta, ta vẫn cứ yêu. Và ngày hôm nay, dẫu mà ngươi Trần Đình Long 65 năm làm người, ngươi đã sống như thế nào, ta vẫn cứ yêu con. Ta vẫn cứ yêu con. Ta yêu con trước, và khi con nhận ra tình yêu của ta thì con đáp đền lại bằng cách là yêu mến ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Được rồi con. Nhưng mà chưa. Chú con amen, tắt đèn đi ngủ được chưa? Chưa. Còn cái thứ hai nữa mà, là yêu người thân cận như chính mình. Trần Đình Long, con có yêu con không? Dạ thưa chú, con thấy con chẳng có cái gì đáng yêu. Chán quá, nóng nảy, cộc cằn, thô lỗ, dốt nát, tội lỗi, yếu đuối. Ê, con còn chán con nữa, không chi là chú, không chi người khác. Con còn chán con này, chứ đừng nói chúa, đừng nói người khác. Ê, Trần Đình Long, vậy thì ai dựng nên con? Thì hồi xưa con còn bé, con vẫn học giáo lý. Hồi có mấy Đức Chúa Trời, thưa có một Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời có ba ngôi, ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Rồi Chúa Cha sai Chúa Con đến chuộc tội cho thiên hạ. Con vẫn đọc Kinh Thiên Kính, Tổ Tiên Kính, Đức Chúa Trời là Cha phép ta vô cùng dựng nên trời đất. Tổ Tiên Kính, Đức Chúa Giêsu Con một Thiên Chúa, vân vân vân. Con thuộc lắm. Ê, con thấy rằng là ta yêu hết tất cả mọi người, không loại trừ ai, vì ta dựng nên họ mà ta không yêu à? Cái gì con làm ra con có thích không? Có yêu nó không? Có chứ. Mà cái gì con vất vả, mồ hôi nước mắt con làm ra con quý không? Quý chứ. Cho ta một ví dụ nè. Chú thấy trong thời buổi Covid này, ai cũng sợ bị lây nhiễm, mà đã bị lây nhiễm thì bị cách ly trong bệnh viện, không một người thân, không một người, ngay cả linh mục cũng không được phép vào sức dầu cơ mà. Vậy thì họ cô đơn quá, cho nên con mới nhờ sự gợi ý của một bác sĩ nói rằng là Phật giáo họ có máy để nghe niệm Phật, sau người Công giáo không có máy cho người Công giáo để nằm bệnh nữa mà nghe. Chứ chúng tôi bác sĩ tôi chẳng có thể làm gì được nữa đâu, hết sức rồi. Thì không về là cái linh mục về làm đi. Thế thì con mới lặn cặp cụi, con soạn tài liệu, lấy trên mạng, lấy trên sách này, hỏi đứng này đứng kia đủ hết, mỗi anh em cho ý kiến. Và con đã làm trong vòng một tuần lễ radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Radio lòng Chúa thương xót với bệnh nhân 8 tiếng rưỡi đồng hồ, thu âm lồng nhạc, chia sẻ đủ thứ hết, để cho người bệnh nghe về lòng Chúa thương xót, cho Chúa biết lời Chúa và kinh của Chúa, lòng thương xót, Chúa mân côi, rồi nhật ký lòng thương xót Chúa. Con làm xong con thấy thú vị lắm, thấy tâm đắc lắm. Đứa con tinh thần của mình mà, chỉ mong đứa con ấy được đến với mọi người, nhất là những người bệnh nhiễm virus corona, những người nằm liệt giường nhiều năm nhiều tháng, thức lâu trầu mỏi, người chăm cũng khổ, người bệnh cũng khốn. Bây giờ nghe máy, cả người bệnh đến người nghe, người chăm đều được nghe, họ được an ủi nâng đỡ. Được. Đó. Con thấy chỉ là cái máy, con có một tí công sức như vậy mà con còn quý nó như thế. Còn ta lấy bùn đất mà nắn nót ra con. Con nhớ là khi dựng nên vũ trụ trời đất này, ta chỉ nói một lời là có, từ không đến có, đúng không? Dạ đúng. Con nhớ giáo lý con học mà. Người thứ nhất dựng nên cái gì, thứ hai dựng nên cái gì, còn ngày cuối cùng là ta dựng nên loài người mà, thì ta phải lấy bùn đất ta nắn nót. Và khi dựng xong, ta thở hơi vào ban sự sống cho nó, và ta thấy rất tốt đẹp. Đây là hình ảnh của ta. Con đó, Trần Đình Long, con là hình ảnh của ta. Làm sao ta có thể ghét
tác phẩm mà ta đầu tư công sức vào đó được? Làm sao ta có thể ghét tác phẩm mà chính ta đã dựng nên được? Làm sao ta có thể ghét nó đến mức độ mà bỏ rơi nó? Vì thế mà ta mới xuống thế làm người để sống giống như nó, giống như con. Tình yêu là phải đồng cảm. Đức Thánh Cha nói rằng là người chủ săn phải ngửi được mùi chiên. Bây giờ người ta nói là chủ chăn phải được ngửi được cả mùi COVID của chiên, có gì ám. Thế thì ta thương con, ta yêu con trước. Và con rất đáng yêu. Này, soi gương lại đi Trần Đình Long. Nhân ngày sinh nhật cũng làm đẹp lại tí đi. Cắm đầu, cắm cổ, làm ngày làm đêm 4-5 món ăn tinh thần, chẳng còn biết chăm sóc cho bản thân mình. Thuốc men chẳng chịu uống, ăn uống không chịu ăn, cứ củ khoai với lại cây bắp thì bao giờ con mới khá được. Ăn uống đàng hoàng vào cho ta. Chăm sóc con đi. Con yêu bản thân con đi. Và thấy cái lòng con đáng yêu. Con phải thấy con đáng yêu. Thì con mới cố gắng làm cho con càng ngày càng đáng yêu hơn. Đáng yêu không phải chỉ cái bên ngoài. Dĩ nhiên phải có bên ngoài nhìn cho nó sạch sẽ một tí, làm cho nó đàng hoàng một tí. Đừng có nhếch nhác quá làm mất cái hình ảnh đẹp ta dựng nên con. Ta dựng nên con nó đàng hoàng mà tại sao bây giờ nó nhếch nhác thế này hả? Hả con? Lem luốc quá con ơi, gầy guộc hốc hác quá con ơi, đen đủi quá con ơi. Làm lại bản thân mình đi. Covid này ở nhà này, chăm chút lại đi cho hình ảnh của ta nơi con được sáng, được đẹp ra đi. Mà chăm sóc từ bên ngoài vào bên trong. Từ bên trong ra bên ngoài. Cả hai. Đừng có chỉ cái bên ngoài không. Hình thức giả tạo. Ta nói là đồ mồ mả tô vôi, con biết không? Nhưng mà chỉ có bên trong không. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Phải thể hiện ra. Faustina bảo luận. Tin mà không thể hiện bằng bác ái thì cũng bằng không vậy. Cho nên con phải thể hiện ra bằng việc là yêu thương người khác như chính mình. Con yêu thương con biết chăm sóc cho con biết lo lắng cho con như thế nào, thì con cũng biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người khác như vậy. Bản thân con mà còn yêu con chưa nổi, bảo con yêu người ta sao? Con chăm cho con chưa xong mà con chăm cho người khác sao? Nhưng đừng này, thằng Long này mày hư lắm nha con. Cứ là được đằng chân lên đằng đầu, bảo chăm sóc cho mình, nghĩa là bắt đầu chỉ lo chăm sóc cho mình thôi. Cứ lo hưởng thụ thôi. Xe hơi, nhà lầu, biệt phủ, rồi là chơi những thứ nào hạng sang, hạng đắt tiền. Ăn là ăn nhà hàng, đến nơi đến chốn, cao lương, mỹ vị. Lo hưởng thụ, rồi ta nói thì lại bảo, Chúa bảo con phải chăm sóc cho bản thân con, phải yêu bản thân con. Mày biến thằng ích kỷ rồi Trần Đình Long. Vậy là con ích kỷ rồi, là con hưởng thụ rồi. Con chăm sóc cho con, cả bên trong lẫn bên ngoài, chỉ chú ý bên ngoài thôi. Xe cộ rồi thì áo quần rồi thì đủ mọi thứ bên ngoài. Ngồi mình là người đi tu mà suốt ngày ngồi nói chuyện điện thoại di động với lại đồ thế gian, chạy theo vật chất, đúng mốt đúng thời, hợp gu hợp thiết. Nó chỉ là phương tiện thôi, nhớ không con? Nó là phương tiện, đừng biến nó thành mục đích. Nó là phương tiện để con đến được với người khác. Thân xác con khỏe mạnh thì con dễ đến với người khác. Phương tiện đến với người khác. Con nhìn mặt dễ thương một chút thì con đến với người khác dễ chiếm cảm tình người ta. Và như vậy thì con mới có thể cho người ta thấy hình ảnh dễ thương của ta nơi con chứ. Con nói là Thiên Chúa của tôi dễ thương lắm mà nhìn mặt con khó thương quá. Con nói là Thiên Chúa của tôi đầy lòng thương xót mà con chẳng biết xót thương ai cả. Con nói rằng Thiên Chúa của con là một Thiên Chúa tha thứ mà con cứ giận suốt, giận đến 3-4 đời chưa tha.
Động tí là giận, động tí là giận, là dỗi, là hờn, là ngoe nguẩy, là suốt ngày giận, 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 giận. Mệt con quá đi. Giận tí thôi. Giận thì giận, mà thương thì thương. Có biết hát bài đó không? Biết hát không? Tao không biết, tao Chúa tao không biết hát. Con phải biết hát. Con biết hát, biết ca, biết hát, biết kể chuyện, làm cho mọi người vui, làm cho mọi người đến với con. Hoặc nếu mà không đến được với con vì Covid, làm sao mà đến được thì ít ra người ta nghe con, người ta cũng cảm thấy vui. Hoặc là người ta nhìn con qua màn hình, người ta cũng thấy là ông Long này coi cũng được cái chứ. Vậy chứ con, tại sao mà con cứ làm cho mặt con cứ như là mặt hình sự thế này này. Làm sao mà cũng giận, giận hơn hơn thế này này. Làm sao mà lúc nào cũng chỉ biết lo cho bản thân mình, sợ khốn, sợ khó, sợ khổ, sợ đau. Cái gì cũng sợ, sợ, sợ là làm sao? Mỗi cái con không sợ, con có biết không? Giờ đâu biết, chú nói con sợ, con không biết sợ gì. Con không sợ tội. Con không sợ mất linh hồn. Con không sợ sao hỏa ngục. Cái gì con cũng sợ. Sợ làm này mệt, sợ này người ta nói, sợ này mất sức, sợ này người ta nghi kỵ, sợ này, sợ, sợ. Làm cái điều tốt mà suốt ngày cứ sợ dư luận thì làm ăn cái gì? Mặc ai muốn nói gì nói, mình như kiềng ba chân chứ. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, tôi đây vẫn vững như kiềng ba chân. Đức tin, đức cậy, đức mến, ba cái kiềng đó vẫn chắc vào. Bám lấy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chắc vào. Cái gì cũng sợ, sợ người ta nói, sợ người ta cười, sợ người ta chê. Mình làm điều tốt, làm đúng lương tâm của mình, làm đúng luật Chúa. Trước mặt Chúa, trước mặt ta, con soi xét coi con có gì đáng sợ, đáng xấu hổ hay không. Nếu không, không có gì để mà sợ hết. Cái ai muốn nói gì nói. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, thà thấy một giáo hội thương tích bầm dập vì đi ra ngoài phục vụ, còn hơn là một giáo hội khép kín, an toàn mà xanh xao vằng vọt vì không dám bước ra ngoài, sợ. Đức Thánh Cha bảo làm đi, sai thì sửa. Có thất bại là chuyện bình thường. Không phải vì sợ thất bại, sợ thua mà không dám chiến đấu, không dám ra ngoài. Dạ thưa Chúa, con nghe là nhân ngày sinh nhật hôm nay 65 tuổi rồi, nhưng mà Chúa vẫn cho con được làm. Đó là phúc cho con lắm Chúa. Đáng lẽ là về hưu, đáng lẽ là nghỉ non, đáng lẽ là vứt vào sọt rác rồi. Người ta vứt con vào sọt rác mà Chúa bảo rác cũng có giá của nó. Nếu rác không có giá, vậy thì người đi hót rác làm sao mà ai trả lương? Đúng không? Hót cái đồ vứt đi vậy mà được trả lương, vậy thì cái đồ vứt đi cũng có giá, cũng nuôi được những người khác vậy. Và khi người ta bới lại thùng rác, người ta lại gặp được bịch ni lông, gặp được giấy, ta lại bán lại. Rác cũng có giá của nó. Và bây giờ người ta đốt rác ấy lại làm điện, còn có giá nữa. Và lấy rác ấy người ta ủ thành phân bón cây mọc lên người ta ăn. Rác cũng có giá vậy. Cái ai muốn vứt cái vật xỏ rác, ta xài con, xài đỡ. Chúa vui quá hả Chúa? Chứ sao con? Ta không vui sao ta gọi là Chúa? Ta là tình yêu mà. Tình yêu phải vui. Tôi vui vì tôi được yêu. Con phải vui vì con được ta yêu. Con phải vui vì con được người khác yêu. Và con phải vui để con thể hiện tình yêu ấy cho người khác. Đó, giới răn của ta. Người ta hỏi, ta nói. Hôm nay nhân ngày sinh nhật của con, ta cũng nói với con như vậy. Và nói với tất cả mọi người cũng như thế. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây Chúa cho niềm vui. Mình xem thinh lặng cầu nguyện cho tất cả những người xin chúng ta khấn nguyện. Xin ơn bình an, xin ơn hoán cải, xin ơn chữa lành hồn xác và những ơn như lòng mong ước.
Và hôm nay con cũng cầu nguyện cho tất cả những người đã nhớ đến con trong ngày sinh nhật hôm nay. Chúng ta cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 20 tháng 8, Thánh Bernardo. Ngày 21 tháng 8, Thánh Pio thứ 10, Giáo Hoàng. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn người người khen thiên Chúa, vì những công trình Chúa dành cho thân nhân, vì những công trình Chúa làm cho tôi Chúa đi. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 20 tháng 8, Thánh Bernardo. Ngày 21 tháng 8, Thánh Pio thứ 10, Giáo Hoàng. Ngày 20 tháng 8, Thánh Bernardo. Thánh Bernardo sinh năm 1090 tại thành Dijon, nước Pháp. Bernardo và 6 em trai, em gái của ngài được giáo dục rất tốt. Khi Bernardo lên 17, thân mẫu qua đời. Biến cố này đã làm cho Bernardo rất đỗi đau buồn. Cho đến khi Humbelin, người em gái có bản tính rất hoạt của Bernardo, đến tìm cách giúp ngài khuây khỏa. Rồi chẳng mấy chốc, Bernardo trở nên rất nổi danh. Bernardo vừa đẹp trai, vừa thông minh, tính tình lại vui vẻ và hay pha trò. Cho nên mọi người đều ham thích được chơi với Bernardo. Tuy nhiên, vào một ngày kia, Bernardo đã khiến cho bạn bè của mình phải hoàn toàn ngạc nhiên. Bernardo sẽ xin vào tu trong dòng khổ tu Sito. Bạn bè của Bernardo đã tìm đủ mọi cách để làm cho cậu từ bỏ ý định này. Nhưng rốt cục, chính Bernardo lại thuyết phục được các anh em mình, một người cậu và 26 đồng bạn nữa cùng tham gia với mình. Lúc Bernardo và các anh em rời nhà ra đi, họ đã nói với Nivat, người em út đang chơi đùa với chúng bạn rằng: "Tạm biệt em Navat, tạm biệt em, bây giờ đất đai và tài sản là của em đó." Nhưng cậu em đáp lại: "Sao? Các anh chọn trời và để đất lại cho em sao? Các anh có công bằng không?" Và sau đó ít lâu, Navat cũng xin gia nhập với các anh mình trong đan viện.
Thánh Bernardo là một đan sĩ rất mực đạo hạnh. Sau 3 năm, Bernardo được sai đi thiết lập thêm một đan viện Sito và làm bề trên nhà ấy. Đan viện mới tọa lạc dưới thung lũng ánh sáng và đan viện đã nổi danh nhờ bởi danh xưng này. Trong tiếng Pháp, thung lũng Clairvaux có nghĩa là thung lũng ánh sáng. Thánh Bernardo đã giữ chức đan viện trưởng ở đây suốt cả cuộc đời. Dù Bernardo ham thích đời sống làm việc và cầu nguyện bên trong đan viện, người ta vẫn thường hay mời ngài ra ngoài làm những nhiệm vụ đặc biệt. Bernardo đã rao giảng, kiến tạo hòa bình cho các nguyên thủ quốc gia và là cố vấn cho các đức giáo hoàng. Bernardo cũng viết nhiều sách thiêng liêng rất hay. Vào thời ấy, Bernardo là người có nhiều ảnh hưởng quan trọng vào bậc nhất. Tuy vậy, ước ao lớn nhất của Bernardo vẫn là được sống thân mật với Thiên Chúa, được làm một đan sĩ thánh thiện. Bernardo không muốn nổi danh. Vị thánh này còn có một lòng sùng kính Đức Mẹ rất ư lạ lùng. Mỗi khi đi ngang qua ảnh tượng Đức Mẹ, Bernardo thường hay chào mẹ bằng câu: "Kính chào mẹ Maria." Người ta nói rằng một ngày kia Đức Mẹ đã đáp lại lời chào của ngài: "Chào con, Bernardo." Bằng cách này, Đức Mẹ cho biết tình yêu và lòng sùng kính Thánh Bernardo dành cho Đức Mẹ thật lớn lao chừng nào. Và Đức Mẹ cũng hài lòng biết bao. Thánh Bernardo về trời năm 1153. Dân chúng rất đau buồn vì họ thương nhớ những ảnh hưởng tuyệt vời của ngài. Năm 1174, Đức Thánh Cha Alexander thứ ba đã phong thánh cho Bernardo, và Đức Thánh Cha Pio thứ tám đã tôn nhận Bernardo làm tiến sĩ hội thánh năm 1830. Thưa anh chị em, Thánh Bernardo là nhân vật của thế kỷ. Chúng ta nghe những câu xưng tụng này quá nhiều, đến độ ngày nay câu ấy không còn nhiều ý nghĩa. Đây là nhân vật của thế kỷ, đây là phụ nữ của thế kỷ, đây là vân vân và vân vân. Nhưng mà người của thế kỷ thứ 12 thì chắc chắn phải là Thánh Bernardo Clairvaux. Vừa là cố vấn cho giáo hoàng, tuyên úy đạo quân thập tự trinh, người bảo vệ đức tin, người hàn gắn sự ly giáo, người canh tân đời sống đan viện, là học giả kinh thánh, thần học gia và hùng biện gia. Bất cứ danh hiệu nào kể trên đều làm nổi năng một con người bình thường. Tuy nhiên, Bernardo có tất cả những danh hiệu ấy, nhưng vẫn mong muốn sống đời sống âm thầm của đan viện. Ngày hôm nay người ta thích nổi, không ai muốn chìm, không ai muốn sống đời sống thầm lặng và ẩn dật. Nhưng mà với hoàn cảnh ngày hôm nay, với đại dịch Covid-19, thì ai càng nổi, càng được đám đông bu lại thì càng chết sớm. Vì lây lan, bây giờ là ai cũng trở thành một đan sĩ hết. Và mỗi gia đình lại trở thành một đan viện. Như đó người ta sống âm thầm, ít tiếp xúc, không tiếp xúc với người ngoài, không tiếp xúc với ai nữa. Các dòng tu bây giờ cũng vậy, không có được hoạt động gì nữa vì đang giãn cách xã hội, đang sợ lây lan. Và trong các nhà dòng thì người ta cũng hạn chế tụ họp, hạn chế hội họp và hạn chế nói chuyện, sợ nhỡ có một người bị nhiễm thì có thể lây lan sang những người khác. Chúng ta thấy cái hoàn cảnh nó đưa đẩy con người vào cái thế mà không muốn cũng phải chịu. Đấy là mỗi gia đình trở thành những đan viện và mỗi con người trở thành những đan sĩ. Vậy thì hay là những đan sĩ đích thật giữa đời thường, bằng một cuộc sống âm thầm lặng lẽ, ít tiếp xúc, ít nói chuyện, dành thời giờ để đọc lời Chúa. Và chính môi trường này, lúc này thì chúng tôi thấy là những món ăn tinh thần mà chúng tôi gửi đến anh chị em thật là đúng lúc,
thật là hợp khẩu vị và tiện lợi cho muôn người. Ở nhà khỏi phải đi ra siêu thị, khỏi phải xếp hàng, khỏi sợ lây lan. Món ăn vật chất thì mình sợ, nhưng mà món ăn tinh thần thì làm sao mà lây lan được, mà lây lan càng nhiều càng tốt. Lại là như vậy. Giờ nếu mà tôi dính được lòng thương xót Chúa thì tôi phải làm cho cái virus lòng thương xót nó lây lan càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, khắp mọi người và khắp mọi nơi. Để như ước nguyện của Chúa Giêsu là khi ta trở lại lần thứ hai, ta mong ước mọi người trên hành tinh này đều được nghe biết đến lòng thương xót của ta. Còn họ có tin hay không tin đó là chuyện của họ, do trách nhiệm và quyền lợi của họ tự lựa chọn. Nhưng họ phải được nghe nói, nghe biết. Thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay hãy làm cho con virus đó không sợ virus corona, nhưng hãy trân trọng gọi là virus lòng thương xót, để cho được lây lan sang cho càng nhiều người càng tốt. Và càng nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa thì con virus corona sẽ không còn đất sống. Quyền năng Chúa sẽ thể hiện. Quyền năng Chúa sẽ thể hiện. Bây giờ có muốn nổi hay là muốn nổ cũng chẳng ai dám nữa. Sợ hết rồi. Sợ hết rồi. Càng nổi càng nổ thì virus corona nó càng tấn công mạnh. Càng nhiều người đến với mình thì mình càng có nguy cơ lây lan. Cho nên lặng lẽ âm thầm nơi đây mà lại sống lâu giàu bền, thưa anh chị em. Và cuộc đời của Thánh Bernardo trong giáo hội thì tốt đẹp hơn chúng ta tưởng. Các nỗ lực của Ngài tạo nên nhiều kết quả sâu rộng. Nhưng mà Bernardo biết rằng các kết quả ấy chỉ sinh nhiều ích lợi qua các giờ cầu nguyện và chiêm niệm. Cầu nguyện và chiêm niệm để đem đến cho Ngài sức mạnh và đường hướng khôn ngoan. Các giờ cầu nguyện và chiêm niệm. Đây, anh chị em hãy tận dụng những giây phút này đi. Lại giãn cách thêm một tháng nữa, đến ngày 15 tháng 9. 30 ngày, tiếp tục làm đàn sĩ và gia đình trở thành những đàn viện. Có những người cứ than là buồn quá, ở nhà không đi được, bó chân bó cẳng. Tôi nói đùa vào, tạ Chúa mình còn có chân để mà bó. Có những người bị cụt chân thì lấy gì bó, có những người ngồi xe lăn thì khỏi cần bó. Cho nên còn chân để mà bó cũng tạ ơn Chúa. Cái thứ hai nữa là có nhiều người bây giờ muốn quay về với gia đình mà không về được. Những người đang nằm trên giường bệnh vì nhiễm virus corona, muốn về nhà để nhìn mặt gia đình, người thân yêu mình lần cuối mà có về được đâu, chết là đi luôn. Hoặc là bao nhiêu bác sĩ, y sĩ đang dấn thân phục vụ, những tình nguyện viên cả mấy tháng trời không được phép về nhà, có cho về cũng không dám về, vì về sợ lây lan cho người nhà của mình. Cho nên đành phải sống cách ly để phục vụ những người bị cách ly. Những người đó mong ước khao khát chỉ được về nhà thôi mà không được. Vậy thì mình đang ở trong nhà còn lại muốn ra ngoài đường để làm gì nữa, thưa anh chị em? Tập đi. Tập đi. Một điểm nữa nơi cuộc đời của Bernardo là sự sùng kính Đức Maria. Các bài giảng của Bernardo về Đức Maria vẫn còn được coi là tiêu chuẩn của Thánh Mẫu học ngày nay. Mời xem nghe Bernardo viết. Khi hiểm nguy, khi do dự, khi khó khăn, hãy nghĩ đến Đức Maria. Hãy kêu cầu Đức Maria, đừng để danh Ngài tắt ở trên môi bạn. Đừng bị đau khổ vì danh Ngài không còn trong tâm hồn bạn. Có như thế, bạn mới chắc chắn được sự trợ giúp của lời Ngài cầu bầu. Đừng sao nhãng theo bước chân Ngài. Với sự dẫn dắt của mẹ, bạn sẽ không bao giờ lạc lối. Khi cầu khấn mẹ, bạn sẽ không bao giờ nhát đảm. Một khi có mẹ trong tâm trí, bạn sẽ không bị lừa dối. Khi được mẹ nắm tay, bạn sẽ không thể vấp ngã. Với sự phù trì của mẹ, bạn không còn gì để sợ hãi. Nếu theo Ngài, bạn sẽ không mệt mỏi. Nếu được Ngài ưu đãi, bạn sẽ đạt được mục đích. Ngày 21 tháng 8, Thánh Pio thứ 10. Vị giáo hoàng vĩ đại này có tên là Giuseppe Sarto,
sinh năm 1835, là con trai của một người đưa thư ở Liège, nước Ý. Giuse có biệt danh dễ thương là Beppi. Khi quyết định muốn làm linh mục, Giuse đã phải cố gắng hy sinh rất nhiều để học hành. Nhưng Giuse chấp nhận tất cả. Giuse thậm chí đã đi chân không hàng dặm tới trường để tiết kiệm đôi giày tốt của mình. Sau khi được thụ phong linh mục, cha Sarto đã phục vụ tại các giáo xứ nghèo suốt 17 năm. Mọi người đều quý mến Sarto. Cha Sarto đã từng bán mọi thứ mình có để lấy tiền giúp cho những người nghèo. Các em gái của Sarto đã phải cất giấu mấy chiếc áo sơ mi của ngài đi, kẻo không thì Sarto sẽ chẳng còn gì để mặc, vì thấy người rách người đói lại lấy mà cho hoặc bán đi để mua gạo cho họ. Dù sau này khi đã làm giám mục và hồng y, Giuse Sarto vẫn bố thí cho người nghèo những của cải mình có và không hề giữ lại điều gì cho riêng mình. Khi Đức Thánh Cha Leo thứ 13 qua đời năm 1903, hồng y Sarto được chọn lên kế vị. Ngài nhận tước hiệu là Pio thứ 10. Ngài là giáo hoàng của bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã khuyến khích mọi người hãy rước Chúa Giêsu thánh thể cách thường xuyên. Ngài cũng hạ thấp mức tuổi cho trẻ em để chúng được phép rước Chúa Giêsu vào trong tâm hồn sớm hơn. Trước kia, để được lãnh bí tích thánh thể, các em phải chờ đợi trong suốt nhiều năm. Ngài cũng là giáo hoàng của những chỉ dẫn tôn giáo. Ngài tin kính và yêu mến đức tin Công giáo. Ngài muốn mọi Kitô hữu được chia sẻ vẻ đẹp của các chân lý đức tin. Ngài thực sự quan tâm đến từng người với những nhu cầu vật chất và tinh thần của họ. Ngài khuyến khích các linh mục và các giảng viên giáo lý hãy cố gắng giúp mọi người học hiểu về đức tin Công giáo. Khi Đại Thế Chiến thứ nhất bùng nổ, Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã phải đau khổ rất nhiều. Ngài biết nhiều người sẽ bị giết chết. Pio thứ 10 Giáo Hoàng đã nói, cha sẽ vui mừng dâng hiến mạng sống cha để cứu những em nhỏ đáng thương khỏi nỗi đau kinh khủng này. Về cuối cuộc đời, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã nói, cha đã sống nghèo và cha ao ước cũng được chết nghèo. Pio thứ 10 chẳng bao giờ giữ lại cho mình bất cứ cái gì cho tới ngày về gặp Thiên Chúa. Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã về trời ngày 20 tháng 8 năm 1914. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tôn phong hiển thánh năm 1954. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên được phong thánh trong suốt 242 năm. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 được nhiều người Công giáo nhớ đến là qua việc Ngài khuyến khích thường xuyên lãnh nhận bí tích thánh thể, nhất là trẻ em. Là con thứ 10 của một gia đình người Ý nghèo nàn mà lên ngôi giáo hoàng khi 68 tuổi. Lên ngôi giáo hoàng khi 68 tuổi và lấy tên là Pio thứ 10. Và Ngài, thưa anh chị em, là một trong những giáo hoàng vĩ đại của thế kỷ thứ 20. Luôn luôn nhớ đến gốc gác nghèo nàn khiêm tốn của mình. Cho nên Pio thứ 10 tuyên bố, tôi sinh ra nghèo nàn, tôi sống nghèo nàn và tôi sẽ chết nghèo nàn. Đó là điều làm cho chúng tôi, những người dâng hiến cho Chúa, phải suy nghĩ. Khi mình thích lựa chọn những tiện nghi, những đời sống đầy đủ và nặng tính hưởng thụ, quá thiên về nhu cầu vật chất, thì hãy nghe lại lời Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, 21 tháng 8. Tôi sinh ra nghèo nàn, tôi sống nghèo nàn và tôi cũng sẽ chết nghèo nàn. Và Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 cảm thấy rất là khó chịu
về những cái hình thức nặng, trình diễn nặng bề ngoài của giáo triều. Có lần, vị giáo hoàng ấy đã ngấn lệ mà nói với một người bạn thân như thế này: hãy coi phẩm phục mà người ta khoác cho tôi đây. Phẩm phục giáo hoàng đấy. Hãy coi phẩm phục mà người ta khoác cho tôi đây. Với một người bạn khác thì ngài nói, đó là sự đền tội khi buộc phải chấp nhận các nghi thức này. Những nghi thức long trọng của giáo triều là một việc đền tội khi buộc phải chấp nhận các nghi thức này. Họ dẫn tôi đi với binh lính bao quanh như là Đức Giêsu bị bắt trong vườn Gethsemane. Giáo hoàng đi đến đâu thì cũng có người hộ vệ, cũng có tiền hô hậu ủng. Thì Đức Giáo hoàng coi cái việc đó như là mình bị bắt trong vườn Gethsemane như Đức Giêsu vậy. Mà vì rất lưu tâm đến chính trị cho nên Đức Giáo hoàng khuyến khích người công giáo Ý là tham gia vào các sinh hoạt chính trị nhiều hơn. Một trong những hành động đầu tiên khi lên ngôi giáo hoàng là ngài chấm dứt sự can thiệp của các nhà cầm quyền vào việc bầu cử giáo hoàng. Đó là một thói quen đe dọa vào sự tự do của cơ mật viện khi chọn tân giáo hoàng. Vào năm 1905, khi ấy nước Pháp bất đồng với tòa thánh và đe dọa là sẽ tịch thu tài sản của giáo hội nếu mà không cho phép chính quyền xen vào các vấn đề nội bộ của giáo hội, thì Đức Giáo hoàng Pius thứ 10 đã can đảm từ chối yêu cầu này. Nghị định không cho phép chính quyền xen vào các vấn đề nội bộ dù bị đe dọa. Chúng ta thấy là quá khứ khiêm tốn của Đức Giáo hoàng Pius thứ 10 không phải là một cản trở cho tương giao với Thiên Chúa và với người dân, mà ngài thực sự quý mến. Có nhiều người sợ cái quá khứ của mình, che giấu cái quá khứ nghèo khổ, nghèo túng, nghèo đói của mình. Nhưng Đức Giáo hoàng không sợ. Ngài có được sức mạnh, sự nhân từ và nhiệt tình đối với dân chúng do bởi nguồn gốc của mọi ân sủng, đó là thần khí Đức Giêsu. Trong khi chúng ta thì trái lại, cảm thấy khó chịu vì quá khứ của mình, muốn chôn vùi quá khứ, muốn quên đi quá khứ, không muốn nhắc đến cái quá khứ nữa. Ngày xưa mình nghèo, mình đói, mình khổ như thế nào, bây giờ muốn quên đi, xấu hổ vì cái đó nữa. Sự tủi hổ khiến chúng ta xa rời những người hơn mình. Ngược lại, nếu ở địa vị cao sang thì chúng ta lại khinh miệt những người thấp hơn mình, những người quê mùa mộc mạc. Tuy nhiên, thưa anh chị em và các bạn, hãy nhớ rằng mọi sự phải quy phục Đức Kitô, nhất là những người bị thương tổn của Thiên Chúa. Xin Chúa cho mọi người dám chấp nhận sinh ra nghèo nàn, sống nghèo nàn và chết nghèo nàn như Chúa Giêsu. Dám chấp nhận sự thật về mình, cái quá khứ của mình, gốc gác của mình, không mặc cảm. Vì nếu mặc cảm thì mình sẽ xa rời những người hơn mình là mặc cảm tự ti, và coi thường những người thấp hơn mình là mặc cảm tự tôn. Xin cho mỗi người dám chấp nhận như Đức Thánh Cha, Đức Giáo hoàng Pius thứ 10, khi thấy máu chảy đổ rơi xảy ra vào cuộc thế chiến thứ nhất, ta nói đây là sự đau khổ sau cùng mà Chúa gửi đến cho tôi. Tôi sẽ sung sướng hy sinh tính mạng để gìn giữ con cái đáng thương của tôi khỏi tai họa khủng khiếp này. Và đúng vậy, Ngài đã từ trần sau khi cuộc chiến bắt đầu được vài tuần lễ. Xin cho mỗi người dám hy sinh cho người khác, tỏ lòng thương xót với những người khác. Những tông đồ của lòng thương xót Chúa đi theo Chúa Giêsu dám sống nghèo, chết nghèo, dám hy sinh cho người khác, dám chấp nhận khước từ những địa vị cao sang mà phải quy phục về Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến Chúa, đi theo Chúa con đường của lòng thương xót, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày 20 tháng 8 là sinh nhật của tôi, vừa tròn 65 tuổi. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho
bản thân tôi. Cùng với tất cả những anh chị em mừng sinh nhật hôm nay, hiệp ý tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa cho tôi được làm người, được làm con Chúa, được làm một người linh mục, một tông đồ để loan truyền lòng thương xót Chúa. Tất cả là hồng ân. Hồng ân ấy Chúa ban cho tôi quá dồi dào. Hồng ân ấy qua cha mẹ, của anh chị em, qua bà con, lối xóm, bạn bè, thân hữu, những anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, những người làm tông đồ lòng thương xót Chúa, vô danh, không có trong danh sách, không có trong niêm yết nào cả. Vì mỗi một người anh chị em mình được ơn gọi làm con Chúa, làm tông đồ lòng thương xót Chúa. Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã cùng với tôi đồng hành trong suốt 10 năm trời đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn tất cả những người đã cộng tác, đóng góp vật chất lẫn tinh thần để công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa còn được mãi tới ngày hôm nay qua những phương tiện là máy rao giảng lòng Chúa thương xót, đặc biệt là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, dành cho những bệnh nhân COVID và những người bệnh nặng nằm liệt giường trong lúc này. Ảnh, sách, chuỗi, tất cả những phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa, những chuyến công tác bác ái, anh chị em vẫn đồng hành với chúng tôi. Và nhất là mỗi ngày anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ với chúng tôi những món ăn tinh thần, lời Chúa, tiếng Việt, tiếng Anh, chuyện đạo, chuyện đời là gương của các thánh và sống đúng, sống đẹp, những cách sống để thể hiện lòng thương xót Chúa. Lời cảm ơn, lời tạ ơn và lời xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những thiếu sót, những lỗi lầm hoặc là vô tình, ngay cả do yếu đuối của con người, chắc chắn nhiều lần làm ông bà anh chị em và các đấng bậc buồn lòng, phật lòng và mất lòng. Con cúi đầu thành tâm xin các đấng bậc, xin quý ông bà và anh chị em thương tha thứ cho con. Và lời xin cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho con được trung thành với ơn gọi, đi vào con đường lòng thương xót Chúa, trung thành với việc loan truyền lòng thương xót Chúa, dù cho bất cứ hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi, bất cứ ở đâu và bất cứ phương cách nào, cho con được trung thành đến hơi thở cuối cùng với lòng Chúa thương xót. Và con xin kính chúc các đấng bậc, quý ông bà và anh chị em được tràn đầy ân phúc nơi lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, thánh Faustina, thánh John Paul II và thánh cả Giuse. Cuộc đời của mỗi người là những nốt nhạc trong một bản nhạc. Những nốt nhạc ấy có khi trầm, có khi bổng, có khi là dấu lặng, có khi cao, khi thấp. Nhưng phải hòa với tất cả những nốt nhạc khác để làm thành một bản nhạc thật là tuyệt vời, ca ngợi lòng thương xót Chúa. Cuộc đời của mỗi người có khi là những hạt cát ở trong sa mạc. Nhiều hạt cát ấy làm thành một bãi sa mạc, hay là những giọt nước ở trong mặt biển. Nhiều giọt nước làm thành đại dương mênh mông. Sự hiện diện của mỗi người là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Xin cho cuộc đời của con được trở thành quà tặng, không trở thành một virus corona độc hại, làm đau lòng, buồn lòng, phật lòng, mất lòng, và nhất là làm buồn lòng Thiên Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con tất cả những thiếu sót lỗi lầm của con. Xin Chúa thương xót con người yếu đuối, vụng dại này.
con người bất xứng bất toàn, mà Chúa đã dùng dụng cụ bất toàn này để làm vinh danh Chúa qua việc loan truyền lòng thương xót Chúa, để cho con thấy tất cả là quyền năng lòng thương xót Chúa, tất cả là công cuộc của Chúa và là bàn tay của Chúa. Con không là gì trước mặt Chúa, nhưng con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đoái thương đến con. Như Đức Mẹ đã nói, Chúa đoái thương đến phận nữ tỳ này, Chúa cũng đoái thương đến phận hèn tôi tớ của Chúa đây, Giuse Trần Đình Long. Muôn đời con tạ ơn Chúa, tạ ơn lòng thương xót Chúa. Cảm ơn Mẹ Maria, Thánh cả Giuse bổn mạng của con, Thánh Faustina, Thánh John Paul II, Tông đồ lòng thương xót Chúa. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, ông bà, chú bác, cô dì, anh em bạn hữu họ hàng thân hữu gần xa đã luôn đồng hành với con, đã thương con, đã giúp đỡ con chu toàn sứ mạng loan truyền lòng thương xót Chúa. Kính chúc mọi người tràn đầy ân sủng và bình an nơi lòng thương xót Chúa. Xin cùng với con cất lên lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ lòng thương xót Chúa. Amen. Sống đời chứng nhân thứ sáu 20 tháng 8 2021. Xin cho con vững lòng cây trông, chẳng một đời tin thác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây trông, chẳng một đời tin thác trong tay Ngài. Buồn lo đường đời, bao thất vọng đầy tươi, người bên mình chê bai sự nghiệp.
Sống đời chứng nhân thứ sáu 20 tháng 8 2021. Thương chị em, trong chuyên mục Sống đúng sống đạo vào ngày thứ sáu là chúng tôi dành để cho những lời làm chứng, những lời chia sẻ với tiêu đề Sống đời chứng nhân. Hôm nay ngày 20 tháng 8 là sinh nhật thứ 65 của tôi. Cuộc đời của tôi cũng là một chứng nhân của lòng Chúa thương xót. 65 năm làm người, 30 năm linh mục và 10 năm loan truyền lòng Chúa thương xót. Sinh ra trong một gia đình nghèo, không có con ông cháu cha, cũng chẳng có chức tước địa vị, chẳng có một cái gì về mặt xã hội cũng như mặt giáo hội, mà Chúa chọn tôi làm linh mục. Đúng là từ bụi tro Chúa lôi con lên để làm người phục vụ cho anh chị em mình trong vai trò là một người linh mục. Tôi thấy mình được ơn của Chúa và muốn làm chứng cho anh chị em rằng dù cuộc đời mình có thế nào, dù người đời có coi mình như thế nào, dù chính mình có đánh giá mình như thế nào, thì trước mặt Thiên Chúa, chúng ta vẫn là những người con được Chúa xót thương. Chúa nói với Thánh Nữ Faustina, cho dẫu thế gian này chỉ có một mình con, thì công cuộc cứu chuộc của cha, của ta cũng vất vả như vậy. Tức là cũng phải xuống thế làm người chịu chết chuộc tội cho dẫu có một mình con. Điều đó cho thấy rằng mỗi người đều có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Ta không mặc cảm tự ti, mình không làm được gì, mình hèn hạ, mình thế này thế kia. Lúc nào cũng thấy mình bất xứng, bất tài, lúc nào cũng thấy mình không làm được cái gì. Mà cũng không mặc cảm tự tôn là hãnh diện vì mình đã làm được những điều này, điều nọ, điều kia. Cả hai cái mặc cảm đó không phải là giá trị của một con người trước mặt Chúa. Một con người trước mặt Chúa là một con người được Chúa dựng nên, được Chúa yêu thương, được Chúa cứu chuộc, được Chúa trả bằng chính giá máu của Chúa. Cho nên mỗi người mình, chính bản thân tôi thấy rằng quyền năng và lòng thương xót Chúa bao trùm, như mẹ Maria nói, lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Và Thánh Thần phủ rập bóng trên mẹ, Đấng toàn năng đã làm cho mẹ biết bao điều cao cả lạ lùng. Chúa cũng làm nơi bản thân tôi những điều mà tôi thấy thật kỳ diệu, với sức con người không thể nào làm được. Mà Chúa đã dùng tôi là một người để loan truyền lòng thương xót Chúa, mặc dù như Môi-se nói con ngọng nghẹo biết gì mà nói, mặc dù như những ngôn sứ khác khi được gọi cũng nói con không thể, không dám, không thể và không dám. Nhưng Chúa nói ta ở trong con, cứ đi, ta sai con đi, ta ở trong con, ta nói trong con. Và tôi xác tín được điều là mỗi lần nói về lòng Chúa thương xót là Chúa nói trong tôi, không phải tôi nói. Mỗi lần có những hoạt động gì thì Chúa là người phát khởi, sáng kiến và sắp xếp điều khiển mọi chuyện. Tôi chỉ là một đầy tớ, Chúa bảo sao làm như vậy mà thôi. Có những lần mình muốn cưỡng chống lại, làm theo chương trình của mình, theo kế hoạch của mình, nhưng thất bại và không có kết quả. Dẫu bên ngoài có vẻ thành công, nhưng thực chất bên trong là rỗng tuếch, chỉ có cái bên ngoài mà thôi. Còn cứ để Chúa làm, cứ để Chúa dẫn, thì thưa anh chị em, suốt 10 năm để Chúa đưa, Chúa dẫn lên thác xuống gần, lúc thì bờ, lên bờ xuống bụi, đủ mọi cung bậc, vui, thương, sầu, tủi, nhục, máu, nước mắt, mồ hôi, khóc, cười đủ hết. Nhưng mà luôn luôn biết rằng là Chúa nói, những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta bảo vệ họ như vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ, ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ sẽ là giờ ra đi trong bình an. Tin vào lời Chúa và tôi cứ bước đi suốt 10 năm như vậy.
Cho dẫu mình đi du học 7-8 năm nước ngoài về, bằng cấp tiến sĩ, nghĩ rằng phải làm cái này, phải làm cái nọ, phải làm cái kia, nhưng tất cả những cái đó Chúa bảo tao không cần. Ta không cần. Con buông hết, con bỏ hết để ta làm. Phải chiến đấu, phải dằn vặt suốt bao nhiêu năm, cuối cùng con đầu hàng, give up, con buông bỏ để Chúa làm, và sẵn sàng cộng tác với Chúa để làm. Không phải để Chúa làm rồi cứ ngồi mắt ăn bắt vàng hay nằm chờ sung rụng, nhưng mà từ bỏ mình, bỏ hết tất cả những cái chương trình dự tính, dự án của mình, dẫu rằng rất đẹp, dẫu rằng rất lý tưởng, dẫu rằng rất hay, nhưng Chúa bảo không, đó là của con không phải của ta. Và tôi đã buông bỏ, buông bỏ hết. Đến 60 tuổi mới đi về giáo điểm Tin Mừng, bắt đầu làm lại nữa, bắt đầu làm lòng Chúa thương xót, từ nhà thờ huyện sĩ đến nhà thờ Chí Hòa, rồi đến giáo điểm Tin Mừng, và bây giờ đến trung tâm mục vụ. Thực ra thì đúng là một vòng xoay. Tôi bắt đầu hoạt động tông đồ ở trung tâm mục vụ Thầy Đức Cha Khảm, những sinh hoạt rất là sôi nổi, nhất là với giới trẻ, với gia đình. Từ trung tâm mục vụ, Chúa lôi tôi đến nhà thờ huyện sĩ để làm, buông bỏ hết những sinh hoạt sôi nổi, sân khấu với những buổi diễn nguyện, với những hoạt động, đến nhà thờ huyện sĩ. Rồi từ nhà thờ huyện sĩ, Chúa đưa về nhà thờ Chí Hòa. Từ nhà thờ Chí Hòa, Chúa đưa xuống lòng đất ấm ủ ở đó 3 năm trời, làm trong hầm trú để thử coi có còn lửa lòng thương xót Chúa hay không. Sau đó đưa về giáo điểm Tin Mừng, một vùng đất khỉ ho cò gáy, hoang sơ, và Chúa ra tay. Chúa ra tay. Sau khi Chúa thấy hoa trái nở rộ rồi, Chúa cất đi, đưa về trả lại trung tâm mục vụ, vừa khép một vòng tròn 10 năm. Tuyệt vời ông thưa anh chị em. Nay là ngày sinh nhật, ngồi lại để chia sẻ. Chỉ muốn làm chứng với cho anh chị em rằng là nếu anh chị em mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thì hãy để cho Chúa thực hiện những điều mà Chúa muốn, chứ không phải mình muốn, mà kết quả còn gấp 100 lần những gì mình muốn, mình dự tính. Có khi Chúa lấy đi, có khi Chúa cất đi, cảm thấy đau nhói, cảm thấy chịu không nổi. Quá tam ba bận chứ thưa anh chị em. Từ huyện sĩ, rồi về Chí Hòa, rồi đến giáo điểm Tin Mừng, bây giờ về trung tâm mục vụ. Chúa bảo người ta muốn nói quá tam ba bận, muốn mấy bận thì mấy. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi tháng, mỗi năm, ta có chương trình cho con, cứ để đó, ta sắp xếp cho con. Và đúng vậy thưa anh chị em, bây giờ nhìn lại, mới hôm 18 tháng 8, thứ Tư, chúng tôi kỷ niệm 2 năm về trung tâm mục vụ, cũng là 2 năm rời giáo điểm Tin Mừng. Mà trong vòng 2 năm này, nếu mình làm, mình quậy, mình dãy giụa, thì càng dãy nó càng siết thôi. Buông luôn. Rồi, Chú muốn làm gì, Chú cứ làm đi. Chú đưa đẩy dòng đời ngược xuôi gì đó, qua Campuchia, rồi qua Thái Lan, rồi qua Lào, rồi qua Úc, rồi lại trở về Việt Nam. Vừa đúng Covid đến, và không có thể tập trung để tham dự thánh lễ, không thể tập trung đông người như ở giáo điểm Tin Mừng được, thì đóng cửa phòng lại, làm audio, video rao giảng lòng thương xót Chúa qua những phương tiện truyền thông, không những cho người Việt Nam mà cho anh chị em ở hải ngoại. Họ không cần phải vất vả đi đến chen chúc nữa, mà an toàn nữa, không sợ lây nhiễm, không sợ lây lan. Mà bây giờ tất cả mọi người hầu như là bị động khi virus corona, lúc nó đến, lúc nó đi, lúc nó lan, lúc nó co, hoàn toàn thụ động ở trong nhà, biết làm gì bây giờ.
sẽ vô cùng chán, nhàn cư vi bất thiện. Thì Chúa nói, vậy thì con đưa những cái này đến cho họ qua phương tiện truyền thông. Thế là mỗi ngày 4 món ăn cho anh chị em. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa làm kỳ diệu lắm. Cho nên hôm nay nhân ngày sinh nhật thứ 65 nhìn lại để thấy được bàn tay Chúa đưa dẫn vô cùng kỳ diệu. Rồi hướng đến tương lai, Chúa nói quá khứ đã qua rồi, con không có níu kéo được thì tiếc nuối làm gì. Ngay cả các thánh cũng chẳng sửa được quá khứ của mình. Quá khứ đó đã là của ta rồi. Tương lai chưa đến, con biết chuyện gì xảy ra. Có phải của con đâu. Chỉ có hiện tại là đang của con. Hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại, rồi tương lai ta tính cho con. Cho nên ước mơ ốc đảo lòng thương xót Chúa hôm nay, món quà sinh nhật 20 tháng 8, 65 năm là một cái ước mơ. Mình vẫn cứ mơ, cứ ước về một ốc đảo lòng Chúa thương xót, về một ngôi làng lòng Chúa thương xót. Nơi đấy người ta đến cầu nguyện, đến làm việc bác ái, đến học hỏi, đến chia sẻ. Nơi ấy những người ngoại đạo đến để tìm hiểu về Chúa, để có thêm đức tin, có đức tin và thêm đức tin. Nơi ấy những người bệnh được chữa, bệnh phần hồn, bệnh phần xác, có nơi khám bệnh phát thuốc miễn phí. Nơi ấy những người nghèo đến để ăn cơm bình dân miễn phí. Nơi ấy những bạn trẻ đến để học hỏi, trao đổi về kỹ năng sống, về nghệ thuật sống, về khoa học kỹ thuật, vi tính, làm bánh, gia chánh, nữ công, vân vân. Và nơi ấy những người chết có nơi để mà quàng ở đó, vãng sinh đường. Rồi sau đó nếu mà thiêu thì đưa về đó, có nơi để mà gửi hài cốt mình, cứ miễn phí hoàn toàn đi, để cho Chúa lo. Vẫn ước mơ về một nơi mà anh chị em có thể đến để tĩnh tâm ngắn ngày cũng như dài ngày. Những người Việt Nam và những anh chị em ở nước ngoài về, một gia đình, một nhóm về 5 ngày, 10 ngày, 1 tuần, 1 tháng, tĩnh tâm, tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, thanh thản, với bầu khí rộng rãi, mát mẻ, êm ái, thanh bình, nhẹ nhàng, với lũy tre bao quanh như một ngôi làng vậy. Và mọi sự rất là đơn sơ, không có những tòa nhà lớn, vĩ đại, những tượng to, những lộng lẫy, nguy nga, không có, mà chỉ là thật khiêm nhường, đầm ấm, ấm cúng, nhưng mà vẫn có bầu khí thiêng liêng ở đó. Có nơi để người ta chầu Thánh Thể suốt 24/24. Thưa anh chị em, một ước mơ như vậy, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi nhân ngày sinh nhật này, tản mạn với anh chị em, chia sẻ với anh chị em như là một lời chứng để chúng ta xác tín vào quyền năng lòng thương xót của Chúa và ơn gọi của mình. Và trong ngày 18 tháng 8, chúng tôi có một video gọi là Hành Trình 30 Ngày Nhóm Thiện Nguyện Tín Thác Thực Hành Lòng Chúa Thương Xót. Nếu anh chị em nào không có điều kiện để coi video này, thì xin được chia sẻ với anh chị em cảm nhận của các bạn thiện nguyện khi đi tham dự, tham gia và đồng hành với nhau trong suốt 30 ngày đến những vùng rất nguy hiểm. Những người lây nhiễm cũng có, những người đói ăn, thiếu thốn vật chất tinh thần cũng có. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời chia sẻ. Hành Trình 30 Ngày Nhóm Thiện Nguyện Tín Thác Thực Hành Lòng Chúa Thương Xót. Có người nói vui rằng Sài Gòn ngày xưa chỉ có hai mùa mưa và nắng, nhưng giờ đây Sài Gòn lại có thêm mùa corona. Quả thật, con virus quái ác bất chợt ùa vào thế giới, len lỏi vào từng quốc gia và in đậm dấu chân trong mọi ngõ ngách. Nó không chỉ làm đảo lộn trật tự cuộc sống, từ khi nó bùng phát trở lại, nó đã xóa sạch mọi dấu vết của một thành phố Sài Gòn năng động, ồn ào, náo nhiệt, vốn một thời tự hào là hòn ngọc viễn đông. Sự xuất hiện của nó làm cho mọi sự chìm vào thinh lặng,
không còn nghe tiếng xe cộ quay lại. Cũng chẳng còn tiếng rau bán về hè, chỉ còn lại những con người bé nhỏ, oằn mình, chống chọi với hai cuộc chiến, bệnh và đói. Đợt này Sài Gòn trở thành tâm điểm với số ca lây nhiễm cao nhất cả nước. Mảnh đất bao năm cưu mang hàng triệu triệu người dân tứ xứ đến mưu sinh lập nghiệp, nay phải gồng gánh thêm bộn bề nỗi lo âu. Con số bệnh nhân cứ mỗi ngày mỗi tăng, nhưng số nhân viên y tế ngày càng mỏng dần, thiết bị y tế thiếu hụt. Sài Gòn bệnh, hai cuộc chiến. Một mặt nó để lại bao nỗi thảm sầu cho nhân loại, nhưng mặt khác, nó cho chúng ta khám phá ra một bộ mặt rất đẹp của một xã hội yêu thương. Đó là nơi diễn ra những hình ảnh phục vụ rất đẹp, rất đời thường trên cả hai chiến trường của biết bao con người thầm lặng mà đôi khi giữa dòng đời tấp nập ta chẳng kịp nhận ra. Chỉ có trong hoàn cảnh khốn cùng mới thấy được tình người nồng ấm đến kỳ lạ. Chỉ là những câu chuyện nhỏ, rất nhỏ, nhưng trong lúc này mọi thứ lại trở nên đáng yêu hơn. Đó chính là động lực để Sài Gòn vượt qua mọi khốn khó, sự đoàn kết, yêu thương nhau giữa người với người dường như chưa bao giờ tắt, mà trong nghịch cảnh lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Mạng xã hội những ngày này ít người để ý đến những câu chuyện ồn ào của giới showbiz, cũng chẳng mảy may quan tâm đến những hỉ nộ ái ố tầm thường trong cõi nhân sinh, mà tất cả mọi sự quan tâm hầu như đổ dồn vào dịch bệnh, là sự sẻ chia, cứu giúp nhau trong cơn hoạn nạn. Mạng xã hội những ngày này cũng là nơi ươm mầm của tình người, của sự khích lệ lẫn nhau vượt qua nghịch cảnh, và không chỉ là những hành động thiết thực mà len lỏi vào cả những vần thơ. Yêu thương lắm Sài Gòn, những buổi sớm nắng vàng, cung đường thân quen bỗng trở nên vắng lạ, con phố đông người chẳng còn ai hối hả, bảng hiệu buồn bao hàng quán vắng tanh, thấp thoáng nơi này áo bảo hộ màu xanh, vun vút chỗ kia ánh đèn xe cấp cứu, tay run run dò theo từng trang báo, ngày hôm nay dương tính có mấy ca. Nơi tuyến đầu y bác sĩ chẳng nề hà, cứu bệnh nhân giật giành từng hơi thở. Bao thanh niên sẵn sàng rời giấc ngủ để lao mình vào tâm dịch lúc nửa đêm. Những gian hàng không đồng cứ mọc nhiều thêm, những chiếc bàn mỗi ngày vẫn phát cơm tình nguyện. Sài Gòn giữ nuôi trong tim điều thánh thiện, bởi câu lá lành lá rách thuộc nằm lòng. Người Sài Gòn nếu phải kéo dài thêm, rất ngặt nghèo vẫn đồng lòng giãn cách, cùng nắm tay vượt qua bao thử thách, kiên quyết đẩy lùi giặc Covid khỏi chúng ta. Ngày Sài Gòn đứng dậy sẽ không xa để thiết lập trạng thái bình thường mới. Dẫu nôn nóng nhưng Sài Gòn không vội, vì với Sài Gòn, chiến thắng phải chắc tay. Vâng, Sài Gòn dưỡng nuôi trong tim điều thánh thiện, bởi câu lá lành lá rách thuộc nằm lòng. Trong những cung bậc ấy, nhóm thiện nguyện tín thác chúng tôi hàng ngày vẫn rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm để đến với người nghèo. Hành trình hơn 30 ngày cùng nhau tỏa đi khắp 4 vùng chiến thuật Đông, Tây, Nam, Bắc Sài Gòn để mang những phần quà, nhu yếu phẩm và những chiếc máy bày giảng lòng Chúa thương xót đến cho bà con nghèo cả lương lẫn giáo. Không chỉ mang ý nghĩa thực hành lòng thương xót Chúa, mà còn là dịp để ôn lại kỷ niệm tròn 2 năm ngày chúng ta rời khỏi giáo điểm Tin Mừng. Văng vẳng đâu đây câu hát Sài Gòn những ngày này vắng lặng như trong một giấc mơ. Phải, hãy nhớ về những giấc mơ nơi ta hiếm hoi nghe được thanh âm nào. Mọi tiếng động đều thuộc về ý niệm, nhưng dưới bầu không khí thinh lặng đó, mạch sống vẫn chảy dịu dàng. Mỗi người chọn ghim mình lại, chú tâm vào nhịp thở, vào điều mình cần làm mỗi ngày và nâng đỡ nhau chờ cơn khó qua đi.
Sài Gòn những ngày này buồn hiu hắt, những con đường vắng người qua lại. Trong khi mưa, gió thốc ngược những buổi trưa hè oi bức, càng khiến cho không khí ảm đạm hơn. Dịch bệnh quả thật đáng sợ, nhưng lạ thay, ngay trong lúc nguy nan nhất, tình người lại trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết và ấm áp đến vô ngần. Sài Gòn gần như tê liệt, nhưng vẫn không đánh mất sự năng động và sáng tạo. Sáng tạo trong yêu thương, sáng tạo trong cách nối kết giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với con người. Có thể hôm nay hoặc ngày mai, cuộc chiến vẫn còn. Nhưng chúng ta không ngừng hy vọng một ngày không xa, hai cuộc chiến bệnh và đói sẽ kết thúc. Và chúng ta lại được có thêm những niềm vui huynh đệ. Thưa anh chị em, tác giả bài viết đã cho chúng ta niềm hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng, qua thập giá đến vinh quang. Cho nên chúng ta không có quyền thất vọng, chúng ta không có quyền bi quan. Dẫu rằng hàng ngày vẫn nhìn thấy biết bao cảnh đời, biết bao mảng tối, biết bao tin xấu, biết bao người bệnh, người lây nhiễm, người chết, nhưng vẫn tin rằng mọi sự nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa. Chúa cho phép sự dữ xảy đến để thử thách lòng tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa của con người. Để Chúa nói, khi con người đến, liệu có còn lòng tin trên trái đất này nữa hay không? Và thưa anh chị em và các bạn, trong biết bao nhiêu tin xấu mà chúng ta dễ bị cuốn hút vào đó, cứ thích coi, thích nghe, theo dõi những tin tức, tin xấu rồi làm cho lòng mình u ám, ảm đạm, buồn chán, thất vọng. Hãy tìm những tia sáng, hãy thắp lên những ngọn đèn, còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Mời anh chị em thấy một ánh đèn bùng lên qua gương sống chứng nhân của quân vương xứ Bhutan. Trong 14 tháng, Đức vua Jimkhesa Namgyel Wangchuck, quân vương xứ Bhutan, đã đi bộ, di chuyển bằng ô tô và cưỡi ngựa đến các ngôi làng hẻo lánh để giám sát hoạt động phòng chống dịch virus corona. Tổng quãng đường hàng trăm dặm. Tuần qua, xứ Bhutan ghi nhận đã chích ngừa xong hai mũi cho 85% dân số trưởng thành đủ điều kiện, và chủ yếu là dùng vaccine của AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Và vì thế, trong khi Nam Á và nhiều xứ trên toàn cầu đang chìm trong sóng dịch khủng của biến chủng mới, thì Bhutan thoát nạn. Giáp giới với Ấn Độ, nhưng tới nay, xứ này chỉ có vỏn vẹn 2.000 ca bệnh và 1 ca tử vong. Trong khi y tế ở xứ có 770.000 dân này rất yếu, chỉ có 1 bác sĩ trên 2.000 dân, số y tá, y sĩ rất ít. Vì sao xứ nghèo này lại lập ra kỳ tích chống dịch cho dân được như vậy? Thưa, là vì họ có quốc vương, người đứng đầu trong đất nước của họ, quốc vương thương dân và một thủ tướng vô cùng tận tâm vì dân, lại là một bác sĩ. Đức vua rất lo lắng vì đại dịch một khi xảy ra với Bhutan sẽ xóa sổ dân tộc này. Do đó, ngài đã đi bộ cẩn mẫn gõ cửa từng nhà và động viên họ chích ngừa. Khi Đức vua xuất hiện, dân hoàn toàn tin tưởng vào những gì chính phủ làm và họ hưởng ứng nhiệt liệt. Dân cảm thấy họ không hề đơn độc trong cơn đại dịch.
và mọi chỉ thị hành chính không có tác dụng mạnh mẽ. Như hình ảnh nhà vua băng rừng lội suối tới tận từng vùng biên cương xa xôi nhất của đất nước để động viên người dân. Gần đây nhất, quốc vương đi bộ đường dài trong 5 ngày theo con đường mòn ở độ cao lên đến 4.343 mét để đến cảm ơn các nhân viên y tế tuyến đầu ở vùng núi non hiểm trở. Trong khi đó, chính phủ của quốc vương làm mọi cách, chạy mọi nguồn để có đủ vaccine cho dân. Ban đầu, từ nguồn sản xuất tại Ấn Độ vào tháng 3 năm 2021 và sau đó là các quỹ tài trợ của thế giới. Quốc vương Bhutan còn rất trẻ. Ngài sinh năm 1980. Để nối ngôi trị vì, Ngài đã dốc sức học tập rất nghiêm túc. Sau khi học trung học cơ sở ở Bhutan, Ngài khai ra du học ở các trường danh giá nhất thế giới. Ban đầu học trung học tại Philip Academy, at Dover Cushing Academy và Wheaton College ở Massachusetts bên Hoa Kỳ, trước khi tốt nghiệp ở Magdalen College, Đại học Oxford bên Anh, nơi Ngài hoàn tất khóa học chương trình công vụ ngoại quốc và cao học chính trị. Quốc vương Bhutan là người học cao, hiểu rộng, ngoại ngữ tinh thông và rất mực thương dân. Ước gì có thật nhiều những nhà lãnh đạo kiệt xuất như vậy trên cuộc đời này, để người dân đỡ khổ. Thưa anh chị em và các bạn, có được một người lãnh đạo một đất nước thương dân, hết mình vì dân, lo cho dân như thế, thì đất nước họ được bình an, người dân được hưởng bình an. Và nếu có gian khó thì cùng nhau vượt qua gian khó, vì chính những người đầu đúng là đã sống được lời của Chúa. Ai là người làm đầu thì cúi xuống mà hầu hạ anh chị em của mình. Càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải phục vụ bấy nhiêu. Nhà vua đi chân đất, đi đường bộ, đi xe ngựa, đến gõ cửa từng nhà dân, chăm lo cho dân, vượt đoạn đường đi bộ 5 ngày lên đỉnh cao cả ngàn mét để động viên và cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình lo cho dân trong cơn đại dịch. Mà còn phải biết tự trau dồi bản thân mình, phải có kiến thức. Đôi khi ngu dốt cộng với nhiệt tình trở thành phá hoại. Nhiệt tình quá nhưng mà ngu dốt, không chịu học hỏi học hành gì cả, thì đưa ra những quyết định, những chương trình sai lầm, trở thành phá hoại. Thay vì cứu người thì lại giết người không chừng, thưa anh chị em và các bạn. Cầu xin Chúa cho có nhiều người lãnh đạo trong đất nước của mỗi quốc gia, cũng như trong mỗi nơi có những người dân đau khổ, bệnh tật, có những người lãnh đạo vùng miền quốc gia, ngoài xã hội cũng như trong giáo hội. Trong giáo hội cũng cần có những mục tử dám dấn thân vì đàn chiên như vậy, không những là ngửi mùi chiên như Đức Thánh Cha Francisco nói, mà còn được ngửi cả mùi virus corona mà người dân đang lãnh chịu. Tạ ơn nghĩa nặng tình sâu, một bài viết mang tựa đề Tạ ơn nghĩa nặng tình sâu. Mỗi khi chiều về, anh em tu sĩ thiện nguyện không được ngồi hát bên dòng sông. Mặc dù bệnh viện dã chiến nơi chúng tôi phục vụ rất gần sông Sài Gòn thơ mộng, tuy nhiên chúng tôi lại được nhìn thấy, được chứng kiến và được chia sẻ niềm vui sướng, hạnh phúc với những anh chị em được xuất viện sau quá trình điều trị COVID. Có những tu sĩ trong khâu tiếp nhận đã từng phải chứng kiến những giọt nước mắt buồn phiền
lo lắng, xen lẫn hoang mang của các chị em bệnh nhân mới nhập viện. Họ sợ vì không biết mình sẽ như thế nào khi chiến đấu với con virus này. Và họ lo vì không biết những người thân ở nhà ra sao. Nhưng rồi mấy hôm nay, chúng tôi lại được chứng kiến những nụ cười và ánh mắt bình an rạng ngời của các anh chị em đã bình phục và được xuất viện. Các tu sĩ chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho họ và cho cả các bệnh nhân còn đang điều trị. Theo thống kê của bệnh viện, trong 5 ngày gần đây đã có hơn 600 bệnh nhân được xuất viện. Trong lúc quan sát các anh chị em xuất viện ra về đang đứng đón xe, tôi thấy một chiếc xe 50 chỗ lao đến giữa mấy chiếc taxi. Bác tài trong bộ quần áo bảo hộ đã đến gần từng nhóm người và nói to: "Lên xe về nè, lên xe về nè, không lấy tiền đâu, lên đi, không lấy tiền đâu." Và mọi người leo lên xe để được đưa về nhà của mình miễn phí. Với tôi, có lẽ đó là câu nói hay nhất và đốn tim nhất trong ngày: "Lên xe về nhà đi, không lấy tiền đâu." Tự nhiên tôi thấy yêu cuộc sống này, vì đây đó, trong cơn khủng hoảng của đại dịch, vẫn còn rất nhiều tấm lòng vàng làm ánh lên màu hy vọng và mến thương cho cuộc đời. Với lòng tin, tôi đã nhìn lên Chúa Giêsu để tạ ơn, bởi vì đang khi trần gian chìm trong bóng đêm của tội lỗi và sự chết, con người dường như ngục lặn trong đau khổ và tuyệt vọng, thì Chúa Giêsu đã đến, đã ôm lấy tất cả và đưa lên chuyến xe nghĩa tình là thập giá và đem tất cả về đoàn tụ trong gia đình của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là tình yêu, là hy vọng và là vị lương y chữa lành mọi bệnh tật linh hồn và thể xác. Tôi xin mượn lời hát của linh mục Vũ Khởi Phụng để hát lên lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn nghĩa nặng tình sâu, muôn phương lời nối nhịp cầu tin vui. Tháng năm xuôi ngược dòng đời, có trời, có đất, có người, có ta. Bệnh viện Dã Chiến số 12, ngày 4 tháng 8, 2021. Joseph Lương Tùng. Mời anh chị em và các bạn nghe một bài viết mang tựa đề "Lên đường, dừng lại, cách ly". Tôi đã trải qua 2 tuần với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: lên đường, dừng lại, cách ly. Như bao nhiêu tu sĩ khác, tôi hăm hở lên đường đến phục vụ bệnh nhân COVID-19. Ngày đầu tiên với những ca trực liên tiếp, chúng tôi đổi ca cho nhau để chăm sóc các bệnh nhân. Tôi được bước vào ca trực đầu tiên. Vừa ra khỏi khoa bệnh, tôi nhận được điện thoại báo nhóm trực của chúng tôi có người dương tính với COVID. Do xét nghiệm PCR trễ nên bây giờ mới có kết quả. Ngay tức khắc, chúng tôi được dẫn đi để test nhanh, kiểm tra lại lần nữa cho an toàn. Vì mẫu xét nghiệm trước là mẫu gộp 5 người, bây giờ là mẫu đơn để xác định chính xác ai là người nhiễm COVID. Hồi hộp và lo lắng bao trùm lấy chúng tôi. Trên khuôn mặt ai cũng mang một nỗi âu lo khó tả. Tôi bước tới trước để lấy mẫu xét nghiệm. Cây tăm bông đưa vào mũi làm tôi khó chịu. Đâu đó hình ảnh những bệnh nhân tại khoa bệnh mà tôi vừa chăm sóc hiện lên với 2 ống ở mũi, một ống ăn, một ống thở. Làm tôi tự trách bản thân: sao mà nhát đảm thế? Chúng tôi chờ đợi kết quả từng giây phút trôi đi. Đối với chúng tôi, sao lâu thế? 30 phút như 3 giờ chậm chạp trôi đi. Đưa mắt nhìn xa xa phòng bệnh mà tôi vừa rời đi suốt 8 giờ của ca trực,
thời gian trôi đi thật nhanh. Cái đói vì quá giờ ăn trưa, cái khát vì không uống nước trong khi mang đồ bảo hộ, cái nóng nực vướng vít khi di chuyển trong bộ áo bảo hộ không là gì khi chăm sóc các bệnh nhân bên cạnh mình. Họ đau đớn, mệt mỏi, khó chịu, cô đơn, vật lộn với con virus đáng sợ này. Họ đau đớn hơn những nhu cầu của cá nhân tôi. Nên 8 giờ của ca trực với tôi chỉ như 8 phút thôi. Tôi quên đi chính mình khi đối diện với các bệnh nhân. Phải chăng nỗi đau ấy, chính Thiên Chúa của tôi cũng đã đau đớn đến toát mồ hôi máu trong vườn cây dầu. Tôi muốn tháp nhập tất cả các đau đớn của các bệnh nhân với nỗi đau đớn của Chúa Giêsu làm nên của lễ dâng trên các bàn thờ mỗi ngày. Như lời cầu nguyện ở xa, ngay trong hiện tại này, tôi hướng về bệnh nhân. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Sơ âm tính. Tiếng gọi thông báo ấy kéo tôi về với hiện tại. Niềm vui như thoát được con virus này giúp tôi dừng lại để suy tư và cầu nguyện, như nhắc nhở tôi. Tôi không chỉ là người tình nguyện viên đi vào để chăm sóc các bệnh nhân, nhưng tôi còn là một nữ tu nữa, mang cầu nguyện vào công việc và biến công việc thành lời cầu nguyện. Tuy nhiên, tôi vẫn được chỉ định từ phía trên dừng công việc lại để theo dõi sức khỏe và xét nghiệm lại PCR. Dừng công việc lại trong khu cách ly để cảm nghiệm hơn câu nói của Đức Thánh Cha Francisco: mang lấy mùi chiên, mang lấy thân phận của người nhiễm COVID khó chịu, gò bó, mất tự do đi lại, chỉ quanh quẩn trong phòng. Để hiểu hơn tâm trạng của biết bao nhiêu người trong các khu cách ly không thể đi đâu được. Thất nghiệp, nợ nần, đói khổ, gia đình xáo trộn, vợ chồng, con cái phải đối mặt với nhau, với những bực bội của tâm lý nữa. Cãi vã là điều có thể xảy ra mà. Và còn biết bao những hệ lụy trong cơn đại dịch này. Cái chết có đó, đau khổ còn đây, như cơ hội để tôi ra khỏi chính mình, ra khỏi sự an toàn của khuôn viên nhà dòng, để đến vùng ven ôm lấy những đau đớn của anh chị em tôi trong đại dịch khủng khiếp này. Từng vần kinh nhỏ bé của tôi trong khu cách ly này muốn đồng cảm với tất cả anh chị em đang nhiễm bệnh hay đang ở khu cách ly đâu đó trong đất nước Việt Nam này. Tôi đập trái tim mình cùng đập nỗi đau với mọi người, vì dâng lên trong trái tim nhân hậu và thương xót của Chúa Giêsu cũng đang đau nỗi đau của nhân loại chúng con. Nữ tu Maria Hồng Hà. Những tu sĩ làm đẹp sạch trong bệnh viện dã chiến. Một bài viết khác: cả con người chúng con là một ân huệ Chúa ban rồi, xin cho mỗi công việc chúng con làm đều trở thành lời ca tụng Chúa. Quý tu sĩ chúng em không có chuyên môn ngành y, nên chúng em được phân công làm sạch đẹp cho bệnh viện dã chiến. Với tòa nhà 40 tầng, với hơn 1.000 bệnh nhân và rất rất nhiều y bác sĩ đang phục vụ, chúng em cố gắng làm sao gom rác, quét và lau chùi hành lang phòng của bệnh nhân thật sạch. Chỉ muốn đem lại không khí trong lành, sạch đẹp cho các bệnh nhân nơi này. Âm thầm lặng lẽ mỗi ngày, tối về phòng nghỉ ngơi với hai cánh tay đưa lên rã rời, chỉ biết tạ ơn Chúa đã ban cho một ngày, và xin Chúa ban cho một đêm an lành, để sáng mai thức dậy ca tụng Chúa
và có sức để làm sạch đẹp cho mỗi phòng của bệnh nhân. Viết theo lời chia sẻ của Sư Ánh Sao: thưa anh chị em, công việc mà làm sạch đẹp, làm vệ sinh cho chính những bệnh nhân, cho phòng bệnh nhân, cho cả bệnh viện không phải là nhẹ, rất vất vả. Trong bộ đồ bảo hộ nóng bức, đi lại rất khó chịu, rất là vương víu, cứ lặng lẽ âm thầm như thế vẫn thắp lên những ngọn đèn giữa đêm tối, phải không thưa anh chị em và các bạn? Đâu phải cứ phải làm những việc to, việc lớn, việc vĩ đại, việc mọi người biết đến, mà hình ảnh của những bác tài xế xe cứu thương, của những người bảo vệ trong các bệnh viện, của những người làm vệ sinh, dọn phòng, lau chùi nhà vệ sinh, nhà tắm, thay đồ, lau tắm rửa cho các bệnh nhân, những công việc đó không nhẹ nhàng và dễ dàng chút nào đâu, nếu không có tấm lòng thương xót. Và để kết thúc cho chuyên mục Sống Đời Chứng Nhân hôm nay, xin mời anh chị em nghe một bài viết mang tựa đề Thiên Thần Trong Đời Thực, ghi là theo Nguyên Phan: bao đời nay nhân loại vẫn tồn tại những ý niệm về thiên thần. Thông thường ta hay thấy hình ảnh về thiên thần trong các sinh hoạt tôn giáo. Nhiều người bảo thiên thần chỉ tồn tại ở thế giới thiêng liêng chứ không có trong đời thực đâu. Nếu thiên thần như ta vẫn khái niệm là vị sứ giả mang trang phục trắng tinh khôi với vầng hào quang sáng chói và đôi cánh trải rộng bay đến cứu giúp những ai lâm cảnh gian nan khốn khó, thì quả thật thiên thần tồn tại trong đời thực chứ không chỉ thuộc về thế giới thần thiêng. Một trong những thiên thần ấy mang tên Anna Bạch Thị Thủy, cùng những cộng sự viên trong nhóm Nối Kết Yêu Thương. Ngẫm về những bước chân không ngơi nghỉ của cô bé và những chuyến đi của nhóm, rồi nhìn vào cuộc đời, ta chợt thấy cuộc sống của con người thời nay càng ngày càng phong phú hơn trước đây nhờ nền tảng khoa học kỹ thuật tiến bộ. Thế nhưng cuộc sống càng hiện đại, con người càng phong phú, ta lại càng thấy xung quanh mình còn nhiều, thậm chí rất nhiều những mảnh đời nghèo khó và bất hạnh. Vì đủ thứ lý do, họ sống trong lầm than và cơ cực. Chắc chắn họ mong ước được sẻ chia và nâng đỡ để vơi đi phần nào nỗi thống khổ của phận người long đong lận đận, trong khi có nhiều người sẵn sàng bán rẻ lương tâm để hút máu đồng loại, khi làm tiền cả người sống lẫn người chết trong mọi hoàn cảnh. Thì cũng có rất nhiều người sẵn sàng hóa thân thành thiên thần để đến với người nghèo. Trong số ấy, cô bé Anna Bạch Thị Thủy và nhóm Nối Kết Yêu Thương đã trở thành thiên thần sải rộng đôi cánh, mang tình yêu thương đến sẻ chia với những phận người vốn đang bị bào mòn niềm tin và hy vọng vì nghèo đói, neo đơn, bệnh tật. Chẳng biết từ bao giờ, cô bé và nhóm của mình bỗng hóa thân thành thiên thần giữa đời thực của những mảnh đời đang cần lắm những vòng tay kết nối yêu thương. Nhiều người đã chứng kiến trực tiếp những hành động nối dài thương yêu của cô bé, của nhóm và thầm suýt xoa cảm phục tinh thần dấn thân của họ. Nhiều người vẫn âm thầm đồng hành với nhóm của cô bé trong những chuyến thiện nguyện cho các gia đình, các vùng miền mà theo bản tính tự nhiên chẳng ai muốn lui tới. Tuy vậy, ít người biết rằng
bản thân cô bé cũng không được may mắn như những chúng bạn đồng trang lứa khác. Nghe đâu ngay từ nhỏ, lúc mới chỉ 2 tuổi, ngày nọ, bỗng nhiên cô bé bị sốt cao. Dù được gia đình đưa đi bệnh viện cứu chữa, nhưng chẳng biết vì sự ách tắc của đội ngũ y bác sĩ hay vì điều kiện kinh tế và y học lúc bấy giờ khó khăn mà cô bé không được chữa khỏi kịp thời. Sau thời gian điều trị ở bệnh viện, về nhà mình, cô bé phải tập đi, tập đứng trở lại. Dù cho trước khi bị cơn sốt quái ác kia, cô bé đã có thể đi đứng vững vàng như bao đứa trẻ khác. Điều đáng tiếc và đáng cảm thương là hậu quả của cơn sốt lúc ấy lại ảnh hưởng cho đến tận bây giờ. Ngay tại lúc này, sức khỏe của cô bé cũng không được ổn định. Nay thấy cô bé ốm, mai lại thấy đau. Thậm chí, cô bé cũng không thể tự mình đi đứng được bình thường trên đôi chân, vốn đã bị teo nhỏ do cơn sốt tai quái năm nào. Trước đây, đã có nhiều lúc cô bé muốn dệt nên ước mơ đời dâng hiến, mơ ước làm ma sơ trong đời sống tu trì. Nhưng chẳng biết vì Chúa không chọn hay vì những tiêu chuẩn có phần khắt khe và bất công của con người mà đến tận bây giờ ước mơ ấy của cô bé chưa thành sự thật và có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội được lên khuân. Dẫu vậy, cô bé vẫn mỉm cười với cuộc đời và không ngừng vươn mình đứng dậy, dẫu cho cô bé chưa gục ngã bao giờ. Ai đó đã quả quyết, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Quả không sai. Chẳng thể làm ma sơ, nhưng cô bé lại trở thành thiên thần trong đời thực của rất nhiều mảnh đời thống khổ. Chẳng biết từ bao giờ, cô bé cùng với bạn bè đồng chí hướng thiết lập nhóm nối kết yêu thương để làm cầu nối mang tình thương của Chúa qua sự quảng đại của các ân nhân đến với những người nghèo không phân biệt lương giáo. Chỉ biết rằng cô bé đã sống như Thánh Augustino đã dạy: tình yêu có đôi chân để đến với người nghèo, tình yêu có đôi mắt để thấy nỗi bất hạnh và thiếu thốn, tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở và nỗi buồn phiền của tha nhân. Chỉ là một cô bé dược sĩ bình thường, xinh xắn và nhỏ thó, đi lại khó khăn, nay ốm mãi đau. Vậy mà lúc này thấy cô bé và nhóm mang tình thương của Chúa và của quý ân nhân đến với những người nghèo của vùng sông nước nghèo nàn và lạc hậu để giúp đỡ họ. Lúc kia thấy cô bé lê những bước chân khó nhọc cùng nhóm băng rừng lội suối và vượt qua những sườn đồi chơi vơi để sưởi ấm đồng bào dân tộc, qua những món quà tuy nhỏ bé nhưng rất ý nghĩa và đong đầy yêu thương. Lúc khác lại thấy cô bé trao bánh chưng, quần áo, gạo, thịt, tiền bạc cho những bác xe ôm, những cụ già neo đơn, đau ốm bệnh tật, những người không nơi tựa nương, những bé học sinh nghèo mà vượt khó. Chẳng hiểu cô bé nhỏ thó ấy lấy đâu ra sức khỏe và nghị lực phi thường để làm những công việc cao cả ấy. Chẳng biết cô bé có nợ gì cuộc đời không, nhưng chắc chắn một điều, cuộc đời này nợ cô bé một đôi chân lành lặn và một sức khỏe như bao người khác. Và những người nhận được sự giúp đỡ của cô bé nợ cô bé món nợ tương ái tương thân. Hẳn cô bé nghĩ rằng không yêu thương và nhân từ với người khác
thì tình yêu chúng ta dành cho Chúa chỉ là tưởng tượng, theo Thomas Merton. Và nước thiên đàng không dành cho những người cần cỗi yêu thương, Rossi. Trong tự điển của cô bé, hẳn không hề có khái niệm lương giáo. Và cô bé đến với họ chỉ vì yêu thương, như lời Martin Luther King đã dạy: hãy yêu thương mọi người, đừng vì thiện cảm, cũng không vì cách sống của họ dễ thương, nhưng vì chính Thiên Chúa ở trong họ. Có lẽ chính cô bé cũng chẳng nhớ nổi đã có bao nhiêu chuyến đi thiện nguyện với nhóm, đã có bao nhiêu cuộc đời được nâng đỡ và sẻ chia, đã có bao nhiêu tâm hồn như ấm lại trước gió rét của thiên nhiên và sự băng giá của thế thái nhân tình. Những ngày này, khắp các vùng miền Bắc Trung Nam của quê hương Việt Nam đang căng mình chống lại đại dịch Covid. Tình thương của cô bé càng được nới rộng biên cương. Lòng cô bé như nam tín, hàng loạt những chuyến xe nghĩa tình được điều động đến các vùng tâm dịch như Sài Gòn, Bình Dương. Hễ nghe tiếng kêu cứu, cô bé lại thoăn thoắt thoi đưa điều động các cộng sự đến với họ qua những món quà nhỏ nhưng kịp thời. Khi thì rau, khi thì thịt cá, lúc lại thấy gạo, mì, tôm. Cho người nghèo trong khu cách ly đang chờ đợi những vòng tay nhân ái. Cô bé và nhóm của mình cứ thoắt ẩn, thoắt hiện làm việc nghĩa. Nay Bình Dương, mai Sài Gòn. Lúc chỗ này, mai nơi khác như thiên thần bằng xương bằng thịt, nhưng lại có cánh tung bay. Với gương mặt tươi tắn và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Ngẫm về một xã hội vốn đề cao chủ nghĩa hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân như hôm nay, tấm lòng vì người nghèo mà cô bé và nhóm đang làm thật lung linh và đáng cảm phục biết bao. Giữa cuộc đời đầy rẫy những thị phi và xô bồ này, chợt thấy đẹp làm sao những tâm hồn dấn thân vì người nghèo và những mảnh đời cô thân cô thế. Chẳng biết khi nào, nhưng chuyến thăm viếng thiện nguyện của cô bé nhỏ thó ấy dừng lại. Cũng chẳng ai muốn cô bé và nhóm dừng những chuyến hành trình thương yêu. Bởi vì trong con người nhỏ thó ấy không ngừng dệt nên những cơn mơ. Cô bé mơ ước tài nguyên của cả trái đất này thuộc về mọi người, mọi dân tộc. Cô bé mơ ước không còn những Lazaro đói ngồi ngoài cổng, bên trong là người giàu yến tiệc linh đình. Cô bé mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp, không còn những cô gái đứng đường hay những người ăn xin. Cô bé mơ ước những người thợ được hưởng lương xứng đáng, các ông chủ coi công nhân như anh em. Cô bé mơ ước tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình, các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ. Cô bé ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển và xanh của bao niềm hy vọng nơi cung lòng những ai ham sống và ham dựng xây. Thật đẹp, cô bé mơ ước, và cũng chính cô bé cứ miệt mài thực hiện những ước mơ ấy bằng những hành động cụ thể với tình yêu son sắt, chân thành và tấm lòng nhiệt huyết đến với người nghèo của mình. Hẳn cô bé tin rằng điều mình đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi vì thiếu đi giọt nước ấy, như lời dạy của mẹ Teresa Calcutta. Thật lạ, nhưng lại thật ý nghĩa. Cuộc sống này nợ cô bé một sức khỏe dẻo dai và một đôi chân khỏe mạnh, nhưng không ngăn được cô bé luôn tâm huyết lên đường với đôi mắt rạng ngời,
những bước chân chưa bao giờ vững chãi, làm hiện thân của thiên thần trong đời thực vì người nghèo. Cô bé chẳng bao giờ muốn dừng lại những chuyến thiện nguyện, không dám dừng, bởi dường như lúc nào cô bé cũng đau đớn một nỗi nợ. Cô bé sợ mình không còn cơ hội cho chuyến lên đường tiếp theo. Ôi, nghe sao mà dễ thương quá đỗi. Hẳn là đối với thế giới, cô bé chỉ là một người, nhưng đối với nhiều người nghèo, cô bé ấy còn hơn cả thế giới, là thiên thần trong đời thực của họ. Đẹp thay, những bước chân khập khiễng làm thiên thần trong đời thực của người nghèo. Như người con hoang đàn, nay tìm về bên Chúa, lòng một lòng tin thác vào Thiên Chúa từ bi. Nay con về bên Chúa, Chúa lòng thương xót từ bi. Nay con về bên Chúa, Chúa lòng thương xót từ bi. Nay con về bên Chúa, hết lòng tin thác vào Chúa.